123 câu kệ luôn hành trì xóa hết lầm mê hầm sâu phẩm, con xin kính lễ ánh đào vàng soi lối con về. Nam mô Thượng Tinh Tấn Bồ Tát, Nam mô Thượng Hoan Hỷ Bồ Tát, Nam mô Thượng Bất Khinh Bồ Tát, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni câu kệ luôn hành trì xóa hết lầm mê hầm sâu phẩm, con xin kính lễ ánh đào vàng soi lối con về. Nam mô Thượng Tinh Tấn Bồ Tát, Nam mô Thượng Hoan Hỷ Tát, Nam mô Thượng Bất Khinh Bồ Tát, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thank you.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa toàn thể hội chúng, chiều hôm nay chúng ta sẽ học tiếp cái bài 273. Kỳ rồi chúng ta sẽ đã nói qua cái phần chánh đạo là thù thắng hơn các đạo, tứ đế là lý thù thắng hơn các lý, ly dục là pháp thù thắng hơn các pháp, cụ nhãn là bậc thù thắng hơn các bậc thánh hiền. Thì kỳ rồi chúng ta đã nói tới phần bát chánh đạo và tứ đế rồi, thì này chúng ta sẽ nói tiếp cái phần ly dục là pháp thù thắng hơn các pháp. Ở trong kinh, trong hệ thống kinh Nguyên Thủy, chúng ta hay thường nghe cái câu là ly dục ly ác pháp, tức là khi mà chúng ta lìa dục là tất cả các pháp, các ác pháp chúng ta sẽ được lìa. Vì sao vậy? Nếu mà chúng ta còn dục vọng trong cái kiểu phàm tục, ở đây chúng ta dùng cái từ nó chính xác một chút, cái dục vọng của mình là gì? Cái gì là xuất phát từ vị kỷ, tức là vì mình dục là xuất phát từ cái ngã chấp, mà ngã chấp xuất phát từ vị kỷ, từ vị kỷ, từ ngã chấp sanh vị kỷ, từ vị kỷ mới sanh dục vọng. Chúng ta đi từ từ như vậy. Do đó mà lúc nào sâu trong lòng của mình mà chúng ta công phu, chúng ta cảm giác rằng mình nhẹ đi ngã chấp. Khi mà chúng ta nhẹ ngã chấp, tự nhiên cái mình có một cái đời sống rộng lượng mình vì người khác, thì cái dục của mình nó không còn là cái dục vọng ham muốn nữa, mà cái dục của mình là cái tâm vị tha. Lúc đó nó muốn làm cái gì lợi ích người khác thì nó không còn là dục vọng theo cái kiểu vị kỷ, theo cái kiểu ngã chấp. Ra một cái đời sống mà chúng ta có thể theo dõi cái việc tu hành của mọi người á, chúng ta sẽ thấy cái đời sống của họ khác á. Ví dụ hai người tu cũng trên cái lý luận, tức là giai đoạn tu tập ban đầu, thì cả hai người đều quyết tâm tìm cầu đạo lý giác ngộ giải thoát, cho nên tu tập. Hai huynh đệ đồng tu, vào chùa đồng tu. Tu một hồi mình thấy rõ ràng là huynh đệ của mình quyết liệt, càng lúc càng quyết liệt hơn. Tức là quyết tâm tu hành, rồi quyết tâm tìm một cái nơi yên ổn, quyết tâm quyết là tất cả mọi cái đều vì mình thôi. Và thậm chí đến lúc càng lớn lên, khả năng người đó cũng có, học hiểu cũng có, chuyên môn cũng có, nhưng rồi quyết tâm nhập thất một mình để giải quyết cái chuyện sanh tử cho chính mình. Thì việc này song song bên cạnh một huynh đệ của mình, càng quyết tâm tu tập chừng nào càng kiếm cái cách gì đó lợi ích cho người khác chừng đó. Thế tối ngày cứ lo làm chuyện này để cho lợi ích, làm chuyện kia có lợi ích, làm chuyện nọ có lợi ích. Và rõ ràng đời sống người này thực sự là từng hơi thở một là lợi ích cho tất cả mọi người. Hai người cũng song song tu như vậy. Và cái đương nhiên là cái việc lợi ích cho quần sanh là nó rất là nhiều cái chuyện phải đối đầu, phải tính toán, phải trả giá, thậm chí có trả giá bằng thánh mạng. Thì cái người ngồi yên tu kia nói thì sao? Thấy không? Tôi nói là tu giải thoát là yên ổn, mà không chịu bài đặt đi làm Phật sự. Là Phật sự sức đầu mẻ tráng đủ điều và chê trách người ta. Như tôi tối ngày tôi ăn rồi tôi tu không, mà không có ai làm gì tôi, không có ai được cái gì. Tôi tu tâm tôi mỗi ngày mới thanh tịnh. Thì như vậy là người này vì cái gì mà thanh tịnh? Nhưng thanh tịnh riêng cho bản thân mình, chuyện đó nít 3 tuổi cũng làm được. Đâu có cần phải tu mấy chục năm, ngồi thất nói là tôi tu mấy chục năm tôi được thanh tịnh. Đúng không? Mà làm sao mà vừa làm được cái việc lợi ích cho chúng sanh để đền ơn chư Phật mà tâm thanh tịnh, đó mới là đạo sư. Còn ngồi chỗ thanh tịnh là chỉ là tiểu sư thôi, chưa phải là đại sư được.
tự lo thân mình, không phải nhờ người này nhờ người kia. Cất cái thất cũng nhờ Phật tử cất giùm, mà giữ thất cũng nhờ Phật tử giữ giùm, mà cơm nhờ Phật tử nấu cho mình ăn. Nên mình đòi làm đại sư, ngồi đó mà chê người này trách người kia, đủ điều đủ chuyện hết, nghĩ mình là người chân tu thật sự. Vì cái gì? Vị kỷ, không có cái tâm vị tha. Nếu mình là cái tâm vị tha thật sự, sau giai đoạn tu tập có lợi ích. Với một người họ dám suy hy sinh cái mạng mình cho Phật Pháp, tức là họ coi cái mạng này không có rồi, cái mạng này đã là không rồi, họ mới dám hy sinh cho mọi người. Nếu cái mạng này là có, họ không dám hy sinh. Nếu còn vị kỷ thì trốn trong thất, giống như ông thầy kia vậy. Nếu mà cái mạng này một ngày nào đó còn, có nghĩa là còn có mình, mình phải sống giữa cuộc đời này vì cái bản thân mình, vì lợi ích cho cá nhân, thì người đó không bao giờ dám ra ngoài để làm việc Phật sự lợi ích. Chỉ trừ những người nó có cái duyên sớm phải làm trong lúc mà sinh tử chưa xong thì cái chuyện đó mình không bàn. Thật sự sinh tử chưa xong thì mọi người phải tự ý thức lấy. Nhưng mà chúng ta mới thấy rõ một cái điều á, là nếu mà chúng ta nhìn sâu vào cái công việc được gọi là Phật sự ở trong Phật Pháp, mình sẽ nhìn thấy rõ ràng là cái lợi ích của cái việc tu hành của một người tu mà đúng với lời Phật dạy á. Đúng Phật dạy là sao? Tức là sau khi mà Đức Phật đã giáo hóa được khoảng 60 vị tỳ kheo chứng quả là án rồi, thì lúc đó Đức Phật mới mời 60 vị tỳ kheo đó lại họp. Một cuộc họp đầy cái cảm xúc, một buổi họp chia tay trong lúc tăng đoàn mới thành lập 60 vị thôi. Câu nói mà để lại trong lịch sử nhân loại là họp ở đây không có nghĩa là giữ mấy ông ở lại để hòa họp chúng, họp để giải tán cái chúng này. Các ông bây giờ phải ra đi. Ra đi không được đi một hướng hai người, có nghĩa là mỗi hướng chỉ đi được một ông thôi. Vì lợi ích, vì an lạc, vì hạnh phúc cho số đông. Vì lợi ích, vì an lạc, vì hạnh phúc cho chư thiên và loài người mà các ông phải ra đi. Và không được ra đi một hướng hai người, tức là mỗi người chọn một hướng để đi. Sau cuộc họp đó 60 vị tỳ kheo A-la-hán giải tán. Tăng đoàn 60 người đầu tiên giải tán. Và các vị tỳ kheo này theo lời Đức Phật dạy ra đi vì lợi ích cho loài người, vì lợi ích cho số đông, vì lợi ích, vì hạnh phúc cho chư thiên và loài người mà đạo Phật có mặt trong trần gian này. Thế vậy tu thời gian cái là bó gối phanh tay, kiếm chỗ này đóng cửa thất, kiếm chỗ kia đóng cửa thất, kiếm chỗ nọ đóng cửa thất. Mình không biết mình lợi ích cho ai, lợi ích cho mình còn không được. Mỗi lần mình kiếm một người tu á, Phật tử nghe với thầy nhập thất, với cô nhập thất thương lắm. Lo các thất đây cái ngồi chưa có nóng, chạy chỗ kia, chỗ này thầy tu khó lắm con. Thầy thấy chỗ kia thầy nhập thất yên hơn. Phật tử súng nhau cất thất bên kia, lại ở 3 bữa 7 bữa nữa, chỗ này không có thanh tịnh bằng trên núi bên kia kìa. Chạy riết cả cuộc đời nhập thất cứ cất hết thất này bỏ qua thất kia. Ai làm Phật tử thì chê. Nói tới mấy thầy làm Phật sự thì chê thì chửi, không biết thời, không biết lúc, không biết căn cơ, không biết gì hết. Thua mình. Thua mình mà mình không có đủ cái trí để mình chọn chỗ cho mình ngồi yên, mà cứ chạy hết đầu này tới đầu kia mà vẫn chê người ta là thua mình. Thì đó là cái chuyện, nó không phải là cái chuyện ly dục, ly ác pháp giống như lời Đức Phật dạy. Khi một người ly dục rồi á, thì tất cả những cái nhu cầu riêng cho tự thân gần như tắt mất. Đã tắt mất hết những nhu cầu riêng cho tự thân thì ác pháp mới không thành hình nơi tự tâm người đó. Cho nếu như cái việc mà tu học vẫn là nhu cầu cho tự thân, việc ăn mặc ở vẫn còn nhu cầu của tự thân, thì chắc chắn ác pháp người này còn, dù là nhu cầu chuyên tu. Tại vì khi mà một người mà thực sự tu hành, quý vị thấy một cái điều đặc biệt là nếu là một bậc chuyên tu, như hồi sáng mình nói là khi chúng ta thành tựu giới pháp rồi thì tự động sẽ có sự gia trì hộ niệm của các vị Long Thiên hộ pháp. Cho nên cái việc chuyên tu của người đó sẽ được cái sự lo lắng bảo bọc gia trì hộ niệm của chư Phật, chư Đại Bồ Tát. Không có cái sự đòi hỏi riêng, không có cái sự mong cầu riêng. Cho nên
không còn có một cái sự đòi hỏi nào cho tự thân cả, thì người đó thực sự ly dục. Ly dục có nghĩa là thể hiện một cái đời sống từ bên ngoài cho tới trong nội tâm không có lúc nào cảm giác mình thấy thiếu. Nếu ai cảm giác mình có một cái gì thiếu, thiếu đó là thiếu cái gì? Thiếu tiền tài danh lợi thì cái chuyện bình thường đúng không? Về năm dục ở thế gian chuyện đó thường lắm. Người tu bình thường họ có thể kìm hãm cái sự mong muốn này. Nhưng với chuyên môn á, chúng ta vẫn còn cái gì chưa đủ ở trong nội tâm của mình, ở trong nội lòng của mình, tức là người đó chưa hẳn là cái người ly dục hoàn toàn. Đây là chỗ mà khó. Ê, nếu mà Kinh Pháp Cú nói như cái chuyện thường thì chúng ta thấy nó bình thường lắm. Lìa khỏi ngũ dục này là chuyện bình thường lắm. Lìa thể khỏi cái năm cái dục tế nữa là tài sắc danh thực thùy nữa. Ở năm cái dục thô là tiền tài sắc đẹp danh vọng ăn uống và ngủ nghỉ. Năm cái dục tế nó là cái gì? Cái sự vướng mắc ở năm cái cảnh, tức là sắc thanh hương vị xúc. Chúng ta lìa thoát khỏi năm cái dục đó nữa. Thì như vậy là trong một cái đời sống của một người tu hành thực sự, khi mà đã thấy đủ, thấy đủ tức là tất cả những hình sắc với mình nó không còn là cái sự mong mỏi tìm cầu gì ở trong tất cả hình sắc nữa. Sắc của thế gian không còn chỗ để cho người tu này tìm. Dù đẹp cỡ nào nó cũng không phải là cái chuyện thu hút của một người đã có cái ly dục sâu tận ở trong tâm của mình. Âm thanh cỡ nào nó cũng không phải là sức hút của người đó nữa. Mùi vị cỡ nào nó cũng mất rồi. Ra khi đối trước cái lục trần, nó không mới còn là cái gì hấp dẫn cho người tu đó một cách thực thụ sâu ở bên trong. Không phải là chúng ta ngồi ở trong cái rừng vắng để chúng ta quán cái chuyện này, mà khi chúng ta tiếp xúc với duyên trần một cách thực thụ, chúng ta mới thấy rõ ràng là không còn dính được. Mà muốn không còn dính được là nơi tâm người đó phải có một cái gì thực sự đã đầy đủ rồi. Phải có một cái lần giống như là người đó đã chết đi cái ham muốn một lần. Chết đi cái thân ngũ quẩn một lần thì cái ham muốn mới hết được. Thế vậy á, cái sự mong mỏi ở nơi lòng của con người ta nó không có phút nào nó tạm dừng á. Chúng ta không muốn cái này thì chúng ta cũng sẽ chuyển hướng muốn cái kia. Nếu một người mà chưa có một cái lần dứt khoát với dục vọng của chính mình thì chúng ta như hôm trước nói là chúng ta sẽ xoay chiều dục thay vì ham muốn cái dục vọng của trần gian. Bây giờ chúng ta sẽ xoay chiều đổi hướng lại để chúng ta có một cái sự ham muốn tu tập, để chúng ta khởi lên cái quyết tâm quyết tử thoát ly sinh tử luân hồi này thì chúng ta chuyển dục. Nhưng đến một cái lúc nào đó chúng ta đạt được cái cảnh giới ly dục thực sự nơi tâm thì lúc đó cái việc tu tập là tự động automatic, nó đi đúng đường, không còn có cái khởi muốn. Nhưng mà thực sự không có cái bước nào trên bước chân của chúng ta là sai. Và muốn như vậy phải có một ngày chúng ta nhận chân ra được cái dục này là gì? Là vốn tự ly. Chứ không phải mình lìa dục nữa. Hai cái này nó khác nhau hoàn toàn. Khi một phen chúng ta nhận được cái sự vô trụ của tất cả các pháp rồi, khi chúng ta một phen nhận được tất cả các pháp vốn là tự ly rồi thì mình không có chỗ để dính. Thì lúc đó là tự động chúng ta sẽ sống một cách rất là an ổn ở cái chỗ được gọi là ly dục. Thì khi mà đạt tới cảnh giới ly dục đó, tức là chúng ta sẽ có một ý kiến giải là dục vốn tự ly. Không phải làm thêm gì hết á. Không phải mình tu mà đạt cái gì gây gốm, nhưng mà thực sự tất cả các dục vốn tự ly, tất cả các pháp vốn tự ly. Cho nên mình muốn vướng mình vướng không được. Thì chừng đó là cái pháp thù thắng nhất. Đó giống như trong bản kinh Kim Cang Đức Phật nói thì sao? Bất ưng tụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Tức là phải sanh tâm ở nên vô sở trụ. Vì sao? Vì sắc thanh hương vị xúc pháp vốn vô trụ rồi. Cho nên mình không có sanh tâm chỗ vô trụ cũng không được. Thấy ra được cái sự thật là sắc thanh hương vị xúc pháp vốn vô trụ. Mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình không thể trụ được chỗ nào. Cho nên mình sống bằng vô trụ chứ không phải sanh tâm nữa.
Thì từ đó trở về sau mình không còn có cái chỗ dính, thì dục đối với mình nó cũng tự ly. Thật ra ly dục là pháp thù thắng nhất. Làm sao đạt được cái ly dục này ở nơi tự lòng của mình để chúng ta mới có được đời sống an lạc. Còn nếu không, chúng ta sẽ tháo gỡ từng miếng một, thấy đâu cũng có dính và tỉnh táo thì tháo ra. Thấy chỗ này mình dính chỗ này, cái mình tỉnh một chút, cái mình gỡ ra. Thấy chỗ kia mình dính chỗ kia, tỉnh một chút cái gỡ ra. Và mình nghĩ đó là cái cách mình tu đó. Nhưng thực sự sự thật thì chúng ta không có gỡ ra được cái gì hết. Nếu các pháp mà nó không vốn tự ly, tự chấp mọi người gỡ, đúng không? Bây giờ ví dụ như mình có một cái khởi nghĩ nơi lòng là mình thích cái áo đẹp thôi. Và cái ý niệm thích áo đẹp nó còn hoài, nó không mất nơi tâm của mình. Tôi cho tu 8.000 kiếp gỡ cũng không ra nữa. Nhưng mà thực sự cái ý niệm đó nó chỉ là ý niệm, nó chỉ là vọng động. Vọng động nó chỉ là ảo vọng, cho nên nó thoáng nghĩ nó tự động nó mất rồi. Sau khi nó mất rồi, cái mình giật mình tỉnh lại. Tỉnh lại cái mình nói ha, trời ơi nãy giờ nhờ tôi ngồi thiền á nha, cho nên cái ý niệm khởi lên ham cái áo, tự nhiên cái tôi cắt được rồi. Tôi chặt một cái nó đứt rồi, giờ tôi khởi lên khởi đâu có được đâu. Đúng không? Có nhiều người tu kiểu này không? Chúng ta quen tu cái kiểu đó rồi. Và nghĩ vậy là mình tu, nhưng mà thực sự mình giật mình sau khi chuyện đã qua rồi. Qua rồi mới giật mình, chứ còn ngay khi đó có ai giật mình được đâu. Không ai có thể giật mình được ngay khi đó hết đó. Tại khi cái, mặc dù là nơi thâm tâm chúng ta có vọng niệm một cách liên tục, nó không có tạm dừng, nhưng không có nào chồng chéo lên nào hết đó. Cho nên cái ý niệm mà mê cái áo này, cái áo này ha, mà cái giải này nó cầm nó trơn láng mịn màng ha, kiếm thợ may kiểu đó ha, cái mình mặc kiểu đó, cái mình đi lạng lạng lách lách kiểu đó ha, cái hồi cái nó giật mình tỉnh vậy, ủa sao mình tu mà mình thích áo đẹp ha, cái thôi vậy đừng có khởi nghĩ nữa, vậy cái mình gán tu nhiếp tâm lại, không dứt khoát là không nghĩ tới cái chuyện mua cái áo dài đó mặc. Cái hồi của mình thấy, ồ mình thành công ha, nhờ mình tỉnh là coi như ý niệm ham chiếc áo mất tiêu. Thực sự là nó đã mất lâu rồi, khởi qua cái chuyện đó rồi. Chứ phải ngay từ đầu nó chợt móng khởi cái chuyện đó mà mình đủ cái lực để có thể không cho nó khởi tiếp, thì cái đó được gọi được xem xét là có chút công phu. Nhưng mà đa phần là chúng ta chạy theo đuôi, chứ không bao giờ chúng ta hay ra cái chuyện ngay từ đầu hết đó. Đó là cái chuyện để chúng ta thấy rằng cái sự thật của ly dục không có nghĩa là chúng ta dụng công tu để chúng ta đạt được. Mà ly dục là một cái sự thật của vạn pháp. Các pháp vốn vô trụ là sự thật. Từ ngàn xưa tới bây giờ, tại mình không hay, mình hay cái mình nghĩ là mình sẽ bị vướng, mình sẽ bị chấp. Mình vướng chấp rồi bây giờ mình gán mình dụng công để mình tháo rỡ, mình trừ khử, mình gọi là mình tu. Sự thật không có. Cho nên đến với đạo Phật, và cái người phương Tây họ cũng nói một cái câu là thấy được sự thật. Là gì? Là tự giải phóng chúng ta. Người phương Tây nó nói được câu này, mà người đạo Phật không nói được câu này thì người đạo Phật vẫn còn dở. Cho nên đến với đạo Phật là chúng ta phải làm sao thấy được sự thật. Và sự thật là gì? Là các pháp vốn tự ly, dục vọng vốn tự không vướng. Có đủ cái kiến thức kiến giải này, có đủ cái thấy nhìn này, có đủ cái tuệ nhãn này, thì người đó trở thành cái người ly dục đúng nghĩa đối với đạo Phật. Và người đang sống với cái pháp thù thắng hơn hết tất cả các pháp khác, tức là chúng ta đang sống trong đời sống ly dục một cách hoàn toàn. Chứ không phải bữa nay cái mình ăn nhiều, bây giờ mình bớt một bữa, ngày mai cái mình bớt thêm một chút, mốt cái mình bớt thêm một chút, ngày kia cái mình bớt thêm một chút, mình bớt từ từ để mình ăn ít hơn gọi là mình ly dục. Mình ngủ từ từ để mình ngủ ít hơn gọi là ly dục. Không phải. Kiểu đó là cái kiểu dẫn chơi cho những người mà còn đang ở trong mộng á, thì họ có thể ở trong mộng khen mình làm vậy hay. Nhưng mà khi người ta mở mắt là thấy cái chuyện đó của mấy người nằm mộng nó mớ. Chứ còn cái chuyện đó không phải là chuyện thật của cái đời sống công phu tu hành. Đây là điều mà chúng ta phải biết. Cho nên cái việc ly dục không phải là một cái công phu gán đè ép mình, gán làm sao để cho mình đừng có khởi, mà gán học làm sao để cho đủ cái trí tuệ để thấy ra được sự thật. Tất cả các pháp vốn tự ly, sự thật cái dục này vốn tự ly là cái pháp thù thắng nhất.
Một ngày nào đó đi đứng nằm ngồi, chúng ta thấy rằng cái nhãn căn vốn tự không dính mắc tới sắc trần, nhĩ căn vốn tự động ô tô mà tết nó không có dính với thành trần, thì coi như lục căn chúng ta thấy được một cái sự thật là không dính mắc với lục trần. Đó là một đời sống ly dục, đó là pháp thù thắng nhất. Cụ nhãn là bậc thù thắng hơn các bậc thánh hiền. Chúng ta có mấy cái nhãn thôi. Nhất là gì? Nhục nhãn. Thứ hai là gì? Thiền nhãn. Thứ ba là huệ nhãn. Thứ tư là pháp nhãn. Thứ năm là Phật nhãn. Phật nhãn được gọi là cụ nhãn. Và không có cái mắt nào bằng mắt Phật hết. Mắt Phật cụ thắng nhất. Thiền nhãn là cái thấy của gì? Phàm tục của mình, không thấy một cái là thích, là không thích, là thương, là ghét, là đúng, là sai, là hay, là dở. Đó là cái thấy của nhục nhãn. Thấy có rồi thật là có, không thật là không phải, thật là phải, trái thật là trái, là cái thấy của nhục nhãn. Và chúng ta chỉ thấy một chừng hạn nào đó thôi, thấy trong một cái giới hạn thôi. Ví dụ như qua tách vách, qua tường, chúng ta không thấy được, thấy ở trước mặt mà không thấy được sau lưng. Nhục nhãn nó hạn chế vậy. Tới thiền nhãn thì khá hơn à. Thiền nhãn không phải thấy tầm thường, không phải thấy cái hiện tướng như mình ở đây, mà thấy luôn qua cõi vô hình được. Thiền nhãn có khả năng này. Cho nên từ cái cõi chư thiên có thể thấy hết các cõi khác. Như mình thấy cõi người thôi, chứ cõi khác như con thú có hình tướng mình thấy, mà qua cái chỗ mà không hình tướng là mình không thấy được. Nhưng mà các vị chư thiên sẽ thấy hết được tất cả những người trong cõi âm, và thậm chí tất cả các cõi trời các vị có gọi là có thiên nhãn thấy được. Thiên nhãn thấy được cái gì? Xa, thật là xa, không cần nói tới tường vách, xuyên tường, xuyên núi, xuyên đất, xuyên đai, thấy hết. Thấy từ hành tinh này qua tới hành tinh khác, thấy vật lớn cũng như vật nhỏ, gọi là thấy thiên nhãn. Thiên nhãn này nó khác với cái thiên nhãn thông. Thiên nhãn thông còn thấy cái chuyện ghê gớm của sanh tử nữa. Thấy cái việc sanh tử luân hồi của tất cả chúng sanh muôn loài, người này chết đây sanh lâu, là thiên nhãn thông thấy được. Nhưng mà cái thiên nhãn của cái dạng mà cặp mắt của các vị cõi trời thì không thấy nổi điều này. Thấy một chút thôi, thấy cái hiện tướng đang sanh ra, thấy vật lớn vật nhỏ, thấy cái khoảng cách xa hơn mình nghìn trùng. Còn cái chết của người đó sanh đi đâu thì các vị chư thiên quản không nổi. Như từ cái cõi trời mà đế thích trở lại á, có tờ tứ thiên vương, có tờ tứ thiên vương thì lại cái thấy nó hơn cõi người mình, nhưng mà vẫn thua cõi trời đế thích. Cõi trời đế thích có thể thấy xa hơn trong cái việc quán xét ở cái cõi mình, để gọi là có một cái sự phán xử cho đúng đắn á. Thì các vị cõi trời tứ thiên vương sau khi đi dạo ở cõi người mình mới báo về cõi trời đế thích, thì sẽ có cái cuộc họp cõi trời đế thích mới cho là chỗ này mưa nhiều, chỗ kia mưa ít, chỗ này đứa này làm ăn được, chỗ kia đứa kia làm ăn thất bại, rồi nữa là nó sẽ có cái sự phán xét đó theo nhân quả. Các vị cũng căn cứ theo nhân quả, cái chỗ này làm ăn đàng hoàng cho mày mưa thuận gió hòa, chỗ kia làm ăn lộn xộn rồi bắt đầu mưa bão đủ điều, ví dụ vậy. Là đó là những cái toan tính của các vị đó. Có cái sự tác động đó, tức là thiên nhãn nó có cái thấy nhìn này. Và chỉ chừng đó thôi, các vị thấy xa hơn về sanh tử thì không thấy nổi. Nhưng mà đạt tới cái thiên nhãn thông của đạo Phật thì thấy chuyện sanh tử à. Thấy chuyện ví dụ như ông này nè ha, biết chắc là ông chuẩn bị ông chết nè. Và chết thời gian sau khi chết sanh đi đâu, đó là thiên nhãn thông thấy được. Tức là chứng được thánh quả sẽ có thiên nhãn minh á. Hoặc là được lục thông, là chứng được lục thông thì có thiên nhãn thông thấy được những điều này. Thấy được không phải một người mà thấy được hằng hà sa số người. Và do vậy mà trong cái thời Đức Phật á, thì mỗi khi có một người chết, A Nan hay đảnh lễ thưa Đức Thế Tôn là cái vị ngài tu hành như vậy sau khi tịch rồi đi về đâu. Đức Phật trả lời liền khỏi suy nghĩ, với cái mắt của mình thấy rõ là ông này đi từ đây tới kia, ngồi kia rồi kìa. Thấy rõ là có nghĩa là từ có người lên tới cõi trời, từ có người xuống tới địa ngục nào, ở cái tầng địa ngục nào đang thành cái gì, hoặc trần súc sanh đang thành cái gì, đang thành con chuồn chuồn, đang thành con dế, đang thành con kiến, cái gì Đức Phật thấy rất rõ với cái thiên nhãn minh của mình. Còn cái thiên nhãn bình thường ở đây đang nói tới năm cái tầng
nhãn á, thì cái thiên nhãn bình thường nó sẽ không có cái khả năng hơn, mà nó chỉ có cái thấy lớn, thấy nhỏ, thấy xa, thấy gần, thấy nhiều, thấy ít, thấy vượt qua cái tầng vật chất của mình thôi. Tới con mắt thứ ba là pháp nhãn. Con mắt pháp nhãn này nó có thể thấu hiểu được cái gì? Tất cả các pháp cũng có. Thấy được cái gì nữa? Thấy được cái pháp của từ các vị thánh hiền hiểu được chân lý, hiểu được nhiều về Phật pháp hơn cái người phàm. Có cặp mắt của pháp thì người ta sẽ học đọc kinh điển, người ta thấu suốt tường tận, không có bị lầm lẫn. Và cặp mắt này nó hơn cái thiên nhãn phía trước một bậc. Thiên nhãn thì không có đủ phải hiểu được giáo pháp rồi, chỉ hiểu được vật vật chất thôi. Cái pháp nhãn có thể thấy sâu vào pháp, về tâm pháp của mình, thấy sâu về tâm niệm của tất cả chúng sanh, thấy sâu về chân lý hơn, nhìn hiểu mọi điều nó thông thấu hơn, chứ nó không còn lù mù. Ví dụ như chúng ta mà tu một thời gian, chúng ta có pháp nhãn rồi, tất cả những kinh điển từ hệ thống nguyên thủy tới đại thừa, chúng ta nhìn vô là chúng ta thấy không còn lầm cái gì hết, đâu rõ ràng tường tận tới đó, không thiếu sót. Mới có được cặp mắt này thì chúng ta đi đâu chúng ta không có sợ lầm về chân lý. Không quyết tâm đi theo con đường nào đó thì thôi, mà đi theo là không bao giờ, bảo đảm là không bao giờ sai, nếu khi mà chúng ta có được pháp nhãn. Và cái pháp nhãn này thì đã có tới cái tầng thứ ba rồi, trở lên rồi đó, tầng thánh thứ ba trở lên rồi, tức là Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm trở lên mới bắt đầu có được cái gọi là pháp nhãn này. Các vị cũng hiểu chân lý rồi, nhưng mà riêng mình chỉ còn một cái tầng vô minh cuối cùng chưa phá vỡ. Để có thể chứng được thánh quả A-la-hán mới có được thực sự huệ nhãn, có trí huệ để vượt thoát. Cái huệ nhãn này không phải là thấy được tất cả những cái chuyện mà vọng tưởng, vọng tình, thấy chuyện vướng mắc trong trần gian này, thấy chuyện sinh tử của mình là thấy luôn tất cả chuyện sinh tử của chúng sanh. Nếu một phen đạt được huệ nhãn này, khi đã có đầy đủ huệ nhãn này, thì người đó thứ nhất là hiểu được chân lý, thứ hai là hiểu được tất cả sanh tử tướng của tất cả chúng sanh muôn loài. Lúc đó có thể biết được là ông này chết đi đâu về đâu được rồi đó. Có huệ nhãn là người này thừa sức để biết. Hoặc là gặp mình người ta sẽ biết được chân tướng của mình. Thế bây giờ những cái nhãn kia thấy không nổi, nhưng mà ví dụ như gặp người thì họ biết rõ ràng là ông này đời trước ông ở đâu tới đây nè. Không phải biết địa chỉ ông là ở nước A, nước B, mà biết luôn là cái địa chỉ ông đời kiếp trước. Trước là chư thiên cõi trời xuống đây hay là người ở dưới kia mới chung lên, biết rất rõ. Người có huệ nhãn là gần như đã có đầy đủ thiên nhãn và pháp nhãn. Thiên nhãn và đạt tới cái thiên nhãn thông, thiên nhãn là đạt tới thiên nhãn minh, tức là đạt được cái huệ nhãn. Nhưng huệ nhãn này đối với cái sanh tử ngàn kiếp của chúng sanh vẫn còn có một cái chừng hạn chưa thấy hết, như cái Phật nhãn của Đức Phật. Phật nhãn Đức Phật là có đầy đủ thiên nhãn minh, thiên nhãn thông rồi, và thấy gì nữa? Thấy được tất cả sinh tử của chúng sanh vượt hằng hà sa số kiếp thôi. Còn cái huệ nhãn thường, huệ nhãn mà không có kèm nổi cái Phật nhãn thì chỉ thấy chừng hạn 84.000 kiếp trở lại. Vượt quá 84.000 kiếp thì huệ nhãn không đủ sức để thấy. Thành ra các vị chứng quả A-la-hán là những cái chuyện mà thấy về sinh tử luân hồi của tất cả chúng sanh muôn loài là từ 84.000 kiếp trở lại đây hết, không có vượt hơn được. Thì Phật nhãn là có đầy đủ năm nhãn trước, có nhục nhãn, có thiên nhãn, có pháp nhãn, có huệ nhãn ha. Trong cái Phật nhãn là bao hàm tất cả các nhãn kia, gọi là cụ nhãn. Cụ ở đây nếu mà nhìn theo nghĩa cụ túc á, là một cái gì trên cao, là bao hàm hết, không có thiếu bất kỳ một cái nhãn nào, thì đó là cái thấy thù thắng hơn các bậc thánh hiền. Vì các bậc thánh hiền chỉ giỏi lắm là có được huệ nhãn, pháp nhãn thôi, còn Phật nhãn là bao hàm hết, cụ nhãn là bao hàm hết. Cho nên ở đây nếu một người tu phát nguyện để một ngày nào đó con có thành tựu đầy đủ gì năm nhãn ha, tức là có đầy đủ thiên nhãn, nhục nhãn, thiên nhãn, rồi pháp nhãn, rồi huệ nhãn và Phật nhãn, có đầy đủ cụ nhãn là nó thù thắng hơn tất cả những cái thấy khác của các bậc thánh hiền luôn. Muốn thấy cái gì ở đâu là chỗ đó tường tận, như là chúng ta để cái vật ở trước bàn này để chúng ta nhìn.
Dù là một cái cõi xa xăm nào đó, chúng ta có thể dùng hằng hà sa số kiếp, chúng ta vận thần thông bay không tới, nhưng mà cái Phật nhãn trong một thoáng thấy rõ ràng, không có thiếu. Nó giống như cái chuyện của Ngài Mục Kiền Liên, chúng ta thấy khi mà Ngài Mục Kiền Liên muốn coi được cái đỉnh nhục kế của Đức Phật mà vận thần thông bay lạc qua một cõi khác á. Vì vậy là chúng ta thấy các vị Bồ Tát các cõi khác cũng rất là tường tận về cái sinh tử và tướng pháp của nhiều chúng sanh, nhưng mà chưa bao giờ thấy một cái chúng sanh này như cái loài người của mình. Chuyện nó xa lắm, cái cõi đó nó rất là xa với loài người, cho nên loài người của mình rất là xa lạ và nhỏ bé giống như con sâu. Ngày một lần liên cứ bay rất là dính trên miệng bát của một vị Bồ Tát ở một cõi Phật khác ấy. Tự nhiên cái vị Bồ Tát nó bóc đầu Ngày một lần liên lên coi, ủa sao tự nhiên nó cõi mình có con sâu bò ra. Thì các vị là mới qua chỉ có huệ nhãn thì không đủ sức để thấy như Đức Phật. Đức Phật nhìn cái thấy xuyên suốt quá khứ của Ngài Mục Kiền Liên là đệ tử của Đức Phật Thích Ca ở cõi Ta Bà. Do cái khởi cái tâm mà đi nhìn thấy cái đỉnh nhục kế Đức Phật mà bay lạc qua cõi nước của mình liền. Và Đức Phật nhìn thấy rõ ràng cái khoảng cách từ cái cõi đó về cõi này, nếu mà bằng cái thần thông Ngài Mục Kiền Liên cũng phải trải qua hàng mấy trăm năm sau mới về trở ngược trở lại đây được. Thì lúc đó Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn rồi, cho nên Đức Phật nói phiên là ngươi lên đảnh lễ nhờ sư phụ ngươi đem ngươi về cõi Ta Bà, chứ thôi ngươi không bao giờ ngươi về kịp để đảnh lễ sư phụ ngươi trước khi nhập Niết Bàn. Ở chúng ta thấy là cái huệ nhãn là khi mà nhìn thấy mọi cái thì thấy ở vẫn còn có một cái chừng nào đó chưa có vượt hết, chưa có thấy thấu thoát hết mọi việc trong tam giới này. Nhưng mà Phật nhãn thì trong tam giới này không còn cái điều gì có thể giấu được. Vì vậy mà ngồi trước mọi người mà có gọi là có gì, có huệ nhãn, thì đương nhiên là người ta đã thấu ruột, thấu răng mình. Cho nên nó chơi với người phàm thì giấu được. Với mấy vị chư thiên là lúc đó chúng ta hết giấu rồi. Đặc biệt cái là về cái cõi trời ấy nha. Về cõi trời chúng ta không cần phải nói với nhau bằng ngôn ngữ đâu. Có những cái cõi chỉ cần liếc mắt một cái là ta hiểu mà nói cái gì. Cho nên đâu có giấu được. Ở cõi người mình nói dốc với nhau nghe chơi vậy. Lên cõi trên hơn cõi người mình chút. Tới cõi trời thiên nhãn rồi họ thấy được cái ruột mình luôn á. Họ biết mình khởi cái gì, thành ra nói không có nói chơi, không có nói qua mặt người ta được. Cho nên những người mà vẫn còn có cái căn cơ của những người ở cõi trời á, thì chúng ta thấy dễ lắm. Họ vẫn còn giống như vẫn còn nguyên cái bản nó đi xuống cõi người, họ thật lắm. Họ nói dối là một cái điều rất khó khăn. Những người mà từ cõi trời xuống đây mà lỡ mà xuống cõi người mình có một chuyện gì đó ha, mà họ sống trong cái đời này với mình á, mình thấy rõ ràng là cái căn cơ người đó ở cõi đó xuống à. Họ nói sai một nửa lời thì họ có cảm giác là một cái gì nó khó khăn ghê gớm lắm vậy. Không có quen, không quen hỏi cõi trên kia nói chuyện, nói đâu thấy đâu nói đó rồi. Nói thật quá rồi. Mình xuống chơi với cõi người mình thấy sao ai cũng không nói thật, buồn thôi. Nhưng mà mình lại nói khác hơn nó không được, nói sai sự thật nó không được. Có những người này vẫn còn nguyên cái căn cơ đó. Mà chúng ta trong đời thỉnh thoảng chúng ta có gặp những người đó. Họ nghe ngay giống như là người cõi trên rồi. Không biết gì. Nói không biết lẻo lưỡi, không biết gì hết. Nói thật lắm. Thì đó những căn cơ của những người ở cõi mà đã từng chưa có quen cái việc dối trá ở trong cái cõi phạm của mình. Những người nào mà thuần thục trong cõi này. Hoặc là những cái cõi mà thấp cõi súc sanh rồi đi lên đó, những cái tội mà lanh lợi mà lẻo lự mà qua mặt người này qua mặt người kia là người ta đã thuần thục trong cái cõi này rồi. Nhìn biết căn cơ người này đã ở lâu trong cái cõi này quá, cho nên quen thuộc, đụng ai cũng gạt hết. Đụng mấy ông thầy cũng gạt, đụng mấy sư cô cũng gạt, đụng mấy vị lớn hơn mình tuổi đời cũng gạt, mình ở cấp thấp mình cũng sẵn sàng gạt hết, gần như là ai mình cũng có thể qua mặt được hết, là biết mấy người thuần thục cõi này lắm rồi. Và sẵn sàng ở cõi này hoặc là đi thấp hơn chứ không có lên trên được. Tại lên các cõi trên chừng nào là người ta càng thật chừng đó. Và càng thân cận đạo lý chừng nào thì người đó càng thật thà chừng đó. Đây là điều đặc biệt. Vì cái sự thật là chân lý. Cho nên người này càng thật thà thì càng gần gũi với đạo lý, càng gần gũi với chân lý. Và khi họ đến với sự thật rồi là thấy như thật, nói như thật chứ không còn cái việc khác nữa, thì người đó đã thâm nhập đạo lý rồi. Đạo là gì? Đạo là cái thấy như thật, sống như thật và nói như thật. Đó là đạo Phật.
Thật ra cái người nào mà tu tập thấy trong đầu mình vẫn còn lẻo lự nhiều, mình còn có thể qua mắt người này được, có thể qua mắt người kia được, mình sống rồi mình khuất lấp chuyện này, mình sống mình khuất lấp chuyện kia, gian dối với cuộc đời, gian dối với huynh đệ mình, quan đối với thầy tổ mình, biết rằng mình không phải gần đạo và mình không muốn đi theo con đường của đạo. Vì mọi người mà gần đạo lý hoặc đi muốn đi theo con đường của đạo là họ luôn luôn có một đời sống chân thật. Mà sự thật là một cái gì đó rất là, phải nói là rất là đáng quý trong cuộc đời này. Cái giả dối là cái gì? Ở trong 14 điều minh tiết, giả dối là cái gì? Giả dối là một sự ngu dốt nhất. Nhưng mà người ta cứ nghĩ là mình gian dối, mình qua mặt người khác là mình khôn hơn người ta. Đó là cái sai lầm rồi. Thật ra chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta muốn đạt được một cái gì thì những cái nhân tố đó nó nói lên cái đời sống của mình trong hiện tại cũng như trong quá khứ. Cho nên khi mà mọi người đã có đầy đủ những cái cặp mắt như là có cái cụ nhãn rồi thì điều đó đương nhiên là trong tam giới này không ai giấu được rồi. Thậm chí người ta có huệ nhãn thôi là người ta đã nhìn thấu mình rồi. Ta có thiên nhãn thôi là người ta cũng đã biết mình thật giả rồi. Chỉ trừ nhục nhãn không thấy thôi. Chứ còn các nhãn kia có khả năng nhìn thấu được cái sự thật của chúng ta sống trong đời sống này tốt hay là xấu. Ta nhìn thấy người ta biết căn cơ mình tới đâu. Ta nhìn thấy người ta biết mình ở cõi trước, mình ở chỗ nào, mình tới đây từ cõi trên hay từ cõi dưới, là ta sẽ nhận ra được cái chân tướng của mình. Cho nên mỗi khi nhìn người, người ta không có nhìn người đó đẹp xấu, mà người ta nhìn thấy chân tướng người đó như thế nào. Và trên cái căn bản chân tướng đó, nếu ở cõi dưới lên thì họ sẽ thăng tiến kiểu gì, nếu mà cõi trên xuống là họ sẽ được tiến hóa theo cái kiểu gì nữa, mặc dù sống trong loài người sẽ lộ cái nét đó ra. Và sâu hơn nữa, người ta có thể thấy được người này chết sẽ đi đâu về đâu. Càng lúc cái thấy trí tuệ của người tu hành, chúng ta càng thấy rõ những cái điều này. Đó thì khi nào mà đạt tới cụ nhãn thì là cái bậc thù thắng hơn các bậc thánh hiền luôn. Tức là cái cụ nhãn là các vị thánh hiền chịu không nổi. Cụ nhãn tức là Phật nhãn thì vượt hơn các vị thánh hiền nhiều. Chỉ có con đường này, chẳng còn con đường nào khác, có thể làm cho tri kiến các ngươi thanh tịnh, các ngươi thuận làm theo thì bọn ma bị rối loạn. Tức là Đức Phật nói là chỉ có con đường đạo này thôi, con đường chánh đạo thôi, con đường tứ diệu đế thôi, không thể có con đường thứ hai. Và nếu mà mình làm với cái tri kiến thanh tịnh thì sẽ thuận theo và làm cho bị ma rối loạn. Quý vị thấy một điều lạ là tại sao chúng ta học Phật bị cản trở. Ví dụ như bây giờ có người Phật tử nào đó muốn đi tới chùa nghe Pháp bữa nay, tự nhiên sáng đau bụng mà đi không được. Đau bụng cách kỳ cục lắm, mà từ trước thì mình chưa từng đau. Hoặc là nhức đầu tối tăm về mặt, hoặc là chóng mặt đi không được. Chỉ có một chuyện chút xíu cản trở miễn sao ngày nay mình đừng đi nghe Pháp, thời đó đủ rồi. Chuyện đó nó là như vậy. Có nghĩa là một người mà đi tu học đúng chánh Pháp, chúng ta thấy cái chuyện mình bình thường lắm. Bởi vì mới nói là không có lúc nào mà chúng ta không có được cái sự gia trì hộ niệm của chư Phật. Không thể đi từ nhà chúng ta tới đây nổi nếu chúng ta không có một cái sự bảo hộ nào đó. Tại sao khi phát tâm học Phật là phải dùng cái từ là chấn động cõi ma thật sự. Chúng ta mà thấy hiểu một chút đạo lý, chúng ta vượt thoát sinh tử luân hồi là ma mất một người. Có nghĩa là tất cả những người mà còn ở trong cái dòng dục vọng, tức là thuộc dạng lính của ma, nó quản lý. Bây giờ nếu mà chúng ta tu học mà chúng ta vượt thoát khỏi dục vọng, tức là coi như mất người. Và làm xáo trộn, làm xáo trộn cõi ma. Ở đây Đức Phật là Phật nói nếu mà ngươi tu theo cái pháp đó mà thật thánh tịnh rồi là ma bị rối loạn. Nay mà nhóm một cái đạo tràng này là chấn động tất cả các cõi ma. Tại sao? Tại trong đây có rất là nhiều cái vị chư thiên tới để nghe họ vượt thoát. Có các vị Bồ Tát tới là mấy cái tụi ma là đương nhiên là phải rời khỏi chỗ này rồi. Các vị Long Thiên Hộ Pháp, có vị các vị thần kim cang trấn giữ tất cả các cõi nước mà được phát ra lời chánh pháp của chư Phật. Đồng thời trong pháp hội này sẽ có những người thay đổi cái thấy nhìn của mình để vượt thoát cái dục vọng, tức là đã thoát đi cái cõi ma. Đó là một sự chấn động lớn, không có chấn động nhỏ đâu. Mình thấy cái thời pháp nó là một chuyện bình thường với cặp mắt phàm phu, nhưng mà nhìn sâu vào cái cõi âm, những cái thế giới khác thì rõ ràng là ma bị chấn động.
chuẩn bị giảng một cái thời pháp nào, nếu mà thực sự đó là chánh pháp. Còn ví dụ như mình chuẩn bị mà hội họp cái gì mà nói cái chuyện mà ăn uống mà dục vọng thì ma nó mừng lắm, đúng bài của nó rồi. Làm cho người này tham đắm cái này, làm cho người kia tham đắm cái kia, giới thiệu áo đẹp, giới thiệu quần đẹp, giới thiệu cái gì đẹp, giới thiệu thức ăn ngon, giới thiệu tất cả những gì mà con người ta đắm luyến, tức là thuận của gì? Cõi ma. Có nhiều cái binh ma tới, lúc đó nó giống như làm tiệc ăn mừng đó. Còn bây giờ mà nếu mà nó mở một pháp hội để học Phật pháp là bắt đầu gần như là cái cõi ma bị chấn động một cách hoàn toàn, sẽ mất rất là nhiều người. Ngoài cái cõi người mà cả ngàn người nghe ra thì nó lại còn có các vị ở cõi vô hình nghe nữa. Các vị ở khuất mặt khuất mài chung quanh đây được nghe, các vị long thiên hộ pháp sắp xếp cái đạo tràng để cho tất cả nhiều cõi để được thấu hiểu cái âm thanh, thấu hiểu Phật pháp này. Rất là nhiều binh ma bị mất đi. Thậm chí các vị lãnh đạo của ma có khi nghe cũng hiểu Phật pháp, hiểu chân lý để không có còn đắm luyến trong trần tục này, hộ trì cho các vị tu hành nữa. Thì rõ ràng là ma rối loạn, rối loạn binh ma. Thật ra mỗi một khi mà người ta vượt qua một cảnh giới tâm linh là một sự chấn động mà ở thế giới này mình không biết. Không ai biết, ngồi bên cạnh mà không biết huynh đệ mình chấn động. Như một người vượt thoát một tầng vọng tưởng thôi tạo một sự chấn động, đã vượt thoát cái cõi ma rồi, vượt thoát cái sự quản lý của cõi ma rồi. Rối loạn binh gia, rối loạn thành trì của nó. Chúng ta tưởng tượng một cái thời pháp có khi làm phá vỡ hàng hà sa số hành trì của các cõi thấp và cõi âm. Một buổi nghe pháp rồi, mà thật ra một nơi nào nghe pháp chúng ta thấy cái sự u tối nó từ từ nó mất đi. Cái nhà mình bắt pháp một thời gian thấy cái nhà mình nó sáng, tức là những cái thành trì của ma gần như nó được phá vỡ. Nó phá vỡ những cái u tối, những cái âm khí chung quanh gia đình, chung quanh cái chỗ ở chúng ta. Vì cái chỗ đó đã được cái gì? Đã mở, khai mở được dòng pháp đó rồi. Thì ngoài cái việc mà chánh pháp để khai mở cho những người ở trong nhà đó, những người phước mặt phước nhà, phước mặt phước mại ở trong nhà đó, tại vì cái cõi của mình là gì? Ngũ thú tạp cư. Thì thánh phàm lẫn lộn trong cái chỗ ở của mình. Trong cái căn nhà này, ví dụ như mình thấy đây sắp được chừng ngàn ghế trở lại, nhưng mà ngồi đây ít lắm cũng mấy chục ngàn ở trong không? Mình đâu có biết đâu. Ra mỗi một lần mà có một cái chúng ma nào, có một cái người cõi âm này mà nhận biết được Phật pháp là họ bùng vỡ cái tâm thức của họ, họ rực sáng cái cõi này lên một chút. Vì trong nhà mình cũng vậy, khi bắt Phật pháp chuyện đó sẽ xảy ra và làm cho gia đình của mình nó được sáng lên. Tức là những cái thành trì xấu xa, những cái không khí xấu xa ở nhà mình gần như được phá vỡ để vén cái màn ánh sáng ra. Cho nên chúng ta thấy chuyện nghe pháp chuyện thường lắm. Chuyện mở một pháp hội là một cái chuyện rất là thường với một cái người phàm. Nhưng mà những người có thiên nhãn họ sẽ thấy ra điều này. Từ thiên nhãn trở lên họ đã thấy nổi điều này rồi. Cho nên binh ma sẽ bị rối loạn khi mà khai mở một pháp hội đúng như chánh pháp của Đức Phật. Vì vậy nếu mà có người cái tâm thanh tịnh là ma nó cuồng loạn. Phải nói như vậy, nó không có đủ sức để khuấy phá, để làm cho người này cuồng loạn, là nó biết thế nào là người này cũng mất, vượt khỏi cái tầm quan sát của nó, vượt khỏi cái tầm quản lý của nó, cho nên nó rối loạn lên. Mà cái điều này Đức Phật thấy rõ. Nếu mà cái tâm, cái tri kiến của chúng ta thanh tịnh và chúng ta thuận theo cái tri kiến thanh tịnh đó chúng ta sống, thì như kinh Đức Phật dạy là bị gì? Bọn ma bị rối loạn lên. Rối loạn thật sự chứ không phải chuyện bình thường đó. Cho nên là khi mà chúng ta tu học đúng chánh pháp, nếu chúng ta giữ yên hoài cái tâm mình như vậy, tức là ngay cái chỗ mà phát tâm xuất gia của mình thôi là đã chấn động chính cõi ma chứ không phải là một hai cõi. Và như vậy là rất 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 là nhiều cái sự cản trở để chúng ta có thể dừng được cái tâm đó. Chúng ta bị thoái đọa cái tâm đó, cạo tóc rồi nhưng mà chúng ta cảm giác chúng ta sống đời sống tu hành nó không có, có cái gì đó nó khó chịu lắm. Chứ ở một chùa làm cái gì nó không hạnh phúc với mình, ở một chùa là cái gì nó khó khăn với mình, là trở ngại của mình. Ở một chùa là mình muốn ăn món ngon không có vừa ý, không có được ăn, mình muốn chơi giỡn không có cho mình chơi giỡn. Tức là gần như tất cả những cái gì mà mình ham thích từ xưa tới giờ tự động nó bị cắt, giống như nít bị dứt sữa vậy đó. Khó chịu. Thì đó là cái gì? Ma tâm bắt đầu sống dậy. Ma tâm có khi là tự sâu ở trong tâm của mình nó khởi lên. Có khi là một sự tác động của thiên ma tới mình. Để mỗi ngày
mình thấy cái việc tu là một cái gì đó không hay ho gì hết đó. Gì đó nó cực khổ, nó nhọc nhằn, nó khó khăn. Cái việc tu là cái gì đó đáng sợ, bắt đầu mà rút lui luôn, khỏi tu nữa, về nhà. Về nhà thích hơn. Ai thích? Ma thích. Vỗ tay tám chân nó mừng đón mình về. Tức là thâm nhập cảnh giới ma, không phải là ma tâm sống vậy nữa mà thâm nhập cảnh giới ma rồi trở lại trần gian này tiếp tục sinh tử, tiếp tục được cái sự điều động của dục vọng, tiếp tục đi theo con đường sinh tử luân hồi. Thì điều đó là nó thuận theo cái quản lý của quân ma, cho nên nó cảm giác vui. Nó cũng tác động lên tâm mình cũng cảm giác mình vui. Nhưng mà đụng tới nhân quả, đụng tới những cái chuyện gì mà mình chịu không nổi, bắt đầu lúc đó khóc hết nước mắt mới thấy rằng ủa sao hồi xưa mình không chịu ở luôn trong chùa ha, mình ra làm gì mà bây giờ này khổ quá trời. Ước gì hồi đó mình ở, ước gì bây giờ mình được ở trở lại trong chùa, được những ngày tháng yên ổn như hồi xưa, nhưng mà muộn rồi. Ước ao nó chỉ là hoài vọng thôi chứ nó không thực được. Rồi lúc đó sẽ làm sao? Sẽ ân hận khi muộn màng rồi, không còn làm kịp cái gì nữa. Thật ra chúng ta chỉ cần sơ tâm một chút thôi, với người tu chỉ cần sơ tâm một chút thôi là ma tâm khởi lại, ma tâm sẽ xâm nhập ở nơi mình và sống trong cảnh giới dục vọng của ma. Tâm không thể thanh tịnh an lạc, không thích thuận theo sự thanh tịnh an lạc đúng chánh pháp là mở cửa ma để mình đi. Và rõ ràng chúng ta bị thối đọa trong công phu của mình. Bài 275: các ngươi thuận tu theo chánh đạo trên đây thì khổ não sẽ dứt hết, và biết rằng đạo ta nói có sức trừ diệt trong gai. Cái phần chánh đạo thì mình nói rồi trong kỳ rồi ha. Như vậy là Đức Phật nói nếu mà tất cả chúng ta thuận tu theo chánh đạo thì tất cả những cái khổ não sẽ dứt trừ hết. Và biết rằng đạo ta nói có một cái sức trừ diệt trong gai rất là lớn. Khi một người có chánh đạo rồi, có chánh kiến rồi đó, quý vị sẽ thấy họ sẽ vượt qua tất cả những cái gọi là trở lực trong đời sống này. Vượt qua những cái được gọi là ma chướng, là chướng nghiệp gì đó, chúng ta thấy là chết tới 99,9% luôn, nhưng mà người này qua nhẹ nhàng lắm. Vì sao? Vì chúng ta đang thuận tu theo chánh đạo. Mỗi một lần vượt qua một cái tầng vọng chấp, mỗi một lần phá vỡ một cái tầng vọng chấp của mình, mỗi một lần vượt từ cái cõi này qua tới một cõi khác là một lần trả giá rất là đắt. Thậm chí cả bằng cái mạng của một cái đời sống này. Ra cho nên chúng ta nếu mà giữ vững ở nơi chánh đạo thì chúng ta sẽ nhẹ nhàng vượt qua những cái trở lực đó. Và chúng ta mới thấy rõ ràng là cái khổ đau mặc dù khó khăn nhưng mà không bao giờ gây đau khổ của một người có được chánh đạo. Nhưng một người chưa có được chánh đạo thì chuyện nó chưa có khó lắm nữa mà thành khổ rồi. Giống như bây giờ chúng ta ở một chùa thôi, đơn giản là chùa nó có cái chuyện mà phải đi làm bếp thôi. Ngày nào cũng phải bị vô bếp đứng gần lửa nóng chết luôn. Thì cái việc mà được phân công làm bếp là một chướng ngại cho mình. Làm gán trời cho hết mấy ngày ra được cái hú hồn hú vía, được diệt thối thoát tam giới. Đó là một chướng nạn của mình. Nhưng thực sự với cái người mà yêu cái nghề đó thì họ thấy rằng họ rất là thích thú khi được đứng trước cái bếp. Họ thích thú khi được phụng sự đại chúng, lợi ích cho nhiều người. Họ cảm giác đó hạnh phúc. Thì vậy là cái việc nấu bếp nó không phải là một trở ngại. Thì cái việc tu tập mình cũng vậy, đang ở cõi này. Có rất là nhiều cái chuyện mà thực sự chúng ta thấy nó không phải là làm cho mình khổ, nhưng mà nhiều người khóc hết nước mắt. Nhiều khi mình cũng thắc mắc, tôi nói ủa sao cái chuyện vậy mà người ta khổ được hay vậy ta? Có những chuyện mà người ta khổ mình thấy nó rất là tức cười. Mất một chút tiền, mất một chút quyền, mất một chút danh gì đó với họ là một cái gì đau đớn ghê gớm. Tí xíu quyền lợi nó trở thành một dao cắt da cắt thịt của mình. Mình thấy rất là kỳ. Tu rất là lâu năm mà mất một cái gì một chút trời tôi thấy khổ, hình như 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày không thoát, thậm chí bệnh luôn. Thì đó rõ ràng là gì?
chúng ta không sống được ở trong chánh đạo như Đức Phật nói. Cho nên việc mới trở thành trở ngại cho công phu của mình, trở ngại cho đời sống của mình, gây bất an cho đời sống hiện tại của chúng ta, không có khả năng để dứt trừ cái khổ đau của chính mình. Chứ còn nếu như chúng ta sống đúng chánh pháp rồi, khổ không thể xảy ra được với mình dù bất kỳ cái tình huống nào xảy ra trong đời sống của chúng ta. Và nó có một cái năng lực rất là kỳ lạ, chúng ta vượt thoát tất cả những cái trở ngại gần như là chết người. Thấy in như là chết rồi vậy đó, nhưng mà không có gì hết đó. Qua rất là nhẹ nhàng, vì sao? Vì chúng ta đang ở trong chánh đạo của chư Như Lai, chúng ta sống trong đó. Cho nên thấy rõ ràng là chết nhưng mà không có chết, sẽ vượt qua một cách rất là nhẹ nhàng. Tức là đối với đạo Phật, đối với chánh đạo, nó có một cái sức là dứt trừ những cái chông gai trở ngại trên đời sống này. Thật ra nếu mọi người mà tu Phật đúng, họ có một cái tự tin lạ kỳ lắm. Họ không bao giờ có một cảm giác là sợ hãi bất kỳ một cái khó khăn nào, mặc dù sâu trong lòng cũng phải là họ thách thức cái trở ngại khó khăn cho mình. Nhưng mà họ đã có đủ chánh kiến để họ thấy được con đường phải đi đúng với chánh pháp rồi. Là họ cứ một bề họ đi đúng chánh pháp rồi, mọi chuyện xung quanh xảy ra như thế nào, đụng chuyện nào, tháo gỡ chuyện đó không cần phải suy nghĩ. Nhưng mà thật sự không phải tháo gỡ nữa, với cái sức, cái thế nhìn của công phu thì tự nhiên nó sẽ tạo ra một cái nội lực trong tự tâm của người đó, để người đó vững tiến tới mức đường Phật Pháp, không có cần phải là tác ý làm thêm cái gì, thì những cái trở ngại trong gai nó cũng tự động vượt qua. Thấy lạ lắm. Nếu chúng ta gặp những người tu mà phải nói vượt thoát những cái sống chết trong gan tấc, chúng ta mới thấy rõ ràng là cái sức tu học của người đó. Thường sau một cái lần trở ngại là đa phần những người không đủ thiện căn họ sẽ bị sụp đổ. Những người tu á, chúng ta thấy khi mà có một sự chướng ngại nào xảy ra thì họ là gần như họ thối thất. Ví dụ như bị bệnh hay là bị một cái chuyện gì đó, họ sẽ bị thối thất. Nhưng với người thiện căn lớn, xảy ra một cơn hoạn nạn là họ vượt rất là nhiều cái tầng bậc trong công phu. Sau một cơn bạo bệnh, người đó trở thành một bậc cao thủ mà không ai biết. Đó là những người thiện căn lớn. Thành ra cái khả năng mà sống đúng với chánh pháp, như ở đây Đức Phật nói sống đúng với chánh đạo, thì tất cả những khổ ải đã được tự qua rồi. Cái thứ hai, thể hiện cái năng lực dứt trừ tất cả mọi cái chướng ngại trong cuộc đời này, nó cũng lộ ra trong đời sống của người đó nữa, khiến cho chúng ta thấy rõ ràng là bị đanh dây trong cái dòng dây khó khổ, nhưng mà người này bước một bước nhẹ nhàng để vượt thoát. Thì đó là thể hiện cái đời sống đạo lý thuận theo chánh pháp, đúng như cái lời Đức Phật dạy ở đây. Các ngươi hãy nỗ lực lên, Như Lai chỉ dạy cho con đường giác ngộ, sự trói buộc của ma vương sẽ tùy sức thiền định của các ngươi mà được giải thoát. Ở đây Đức Phật bắt đầu nói lại cái chuyện của ma vương nữa nè. Đức Phật khuyên là các ngươi hãy nỗ lực lên, Như Lai chỉ dạy cho các ngươi con đường giác ngộ rồi, và sự trói buộc của ma vương nó tùy theo cái sức thiền định của các ngươi mà được giải thoát. Có nghĩa là Đức Phật thấy rõ cái sự trói buộc của ma trong cõi này. Mình nói giờ nói đạo Phật cái nói cái chuyện ma nó nhiều, nhưng mà thực sự cái ma nó không có là cái gì ghê gớm, nó không phải là những người cõi âm nói chuyện cõi âm giống như từ trước đến giờ. Mà tất cả những sự dục vọng của chúng ta để vướng mắc trong ngũ dục này là gì? Là lộ tâm ma của mình. Đó là tâm ma thật sự. Tại vì ma vương không muốn cho chúng ta rời khỏi cõi này, rời khỏi cõi người. Ở trong cõi người thì bị cái sự trói buộc và quản lý của ma. Vì vậy là chúng ta muốn vượt thoát cái cõi ma này bằng cái gì? Đức Phật nói rõ ràng là tùy cái sức thiền định của các ngươi mà được giải thoát. Nếu thiền định chúng ta kém, ngồi yên yên được 5 ngày, 7 ngày cái gặp chuyện cái là ham muốn xong, hết công phu tuần lễ đó. Bắt đầu mới gầy lại công phu khác, đúng không? Gầy lại công phu khác, ngồi thiền nghiêm mật lại Phật, tụng kinh đàng hoàng, nghe pháp đàng hoàng, 2-3 tuần sau gặp chuyện ham muốn xong. Xong liền. Một lần ham muốn chúng ta là hủy hoại toàn bộ công phu cũ. Lên bàn ăn mà người ta ăn đồ ngon, chỉ có mình ăn đồ dở, khởi phiền não là từng lễ công phu bị thiêu rồi. Ngồi tại sao không sắp xếp tôi ngồi khúc trên để được ăn đồ ngon, sắp ngồi đây ăn ba cái đồ dở không, khó chịu, phiền não 3 ngày chưa hết, xong. Thì ra cái việc tu tập chúng ta mới thấy rõ ràng là
Nó chỉ cần chúng ta sơ thất công phu thôi là tự động chúng ta rớt vào cảnh giới ma. Vì ở trong cái cõi này là cõi ma rồi, cõi dục là cõi ma. Ma nó khiến mình được đắm mê cái chuyện này. Một cái điều hay á, mà chúng ta chết trong cái sự ngọt ngào. Cái nào ngọt cái đó chết dễ nhất. Mà thế gian gọi câu là ngọt mật chết rồi. Chúng ta cũng chết theo cái kiểu đó chứ không phải là ngọt mật chết rồi đâu. Thật ra chúng ta thấy cái gì đẹp thiệt là đẹp để chúng ta phải chết với cái đẹp đó. Đúng không? Những cái gì mà chúng ta bị ham thích, tức là chúng ta chết trong đó, dính trong đó rồi. Cái gì cảm giác chúng ta bị được thỏa mãn là chúng ta dướng trong đó rồi, tức là dướng trong cõi ma rồi. Cõi ma nó đủ sức nó làm cho chúng ta thỏa mãn mọi điều. Muốn danh vọng phải không? Rồi từ từ tôi sẽ cho ông danh cao tột đỉnh và ra không được nữa, ở lại cõi này để hưởng cái danh. Muốn có tiền phải không? Tôi cho ông tiền như núi để rồi ông ra không được, ông bị vướng vào tiền. Đó. Thì tất cả những cái mà chúng ta có thể bị vướng lại được, tức là chúng ta vướng cái lưới của ma. Cho nên cái mà chúng ta vượt thoát được, như ở đây Đức Phật nói, chỉ con đường duy nhất là thiền định. Thiền định thì không phải là thỏa mãn cái dục vọng của chúng ta trong đời này, mà thiền định là nó phải lìa dục vọng, phải ly dục mới đạt được thiền định. Và tùy cái mức độ thiền định của chúng ta tới đâu mà chúng ta vượt thoát cái cõi ma tới đó. Đây là chuyện mà chúng ta thấy phải cân nhắc. Người tu chúng ta phải cân nhắc điều này. Tại rõ ràng là cái khả năng thiền định chúng ta kém cỏi thì buông ra chúng ta luôn luôn có sự ham muốn. Bây giờ nghiêm túc nói cái chuyện ham ăn của mình thôi, thiệt là xấu hổ vô cùng luôn á, đừng có nói nhiều. Không? Cái đó là cái thấy dễ nhất á. Trời ơi, sau 7 ngày, số 7, cái món gì nó cũng trở thành tuyệt đỉnh với mình hết rồi. Thế là mình là một cái dân mà đã từng thèm mít, thèm đu đủ, thèm sầu riêng. Sao mà 2 tháng số 7 rồi ha, dọn lên bàn quá đường, nói giờ tu đi con tu làm sao đừng dính miếng mít này. Tôi nói không? Khó qua lắm đó. Rõ ràng là miếng mít đó nó ma nhọc ở trong đó rồi đó. Cho nên nó rủ mình, không mắc mình tới. Nó có một cái lực mạnh mẽ hơn cái gì hết trong cái lúc cái dục ăn nó khởi lên. Muốn biết cái dục ăn mạnh cỡ nào dễ lắm, không khó. Từ xưa giờ chúng ta coi thường cái dục ăn lắm. Thử đi, 2 tháng số 7 rồi sẽ biết. 2 tháng số 7 rồi sẽ thấy. Không có cần 2 tháng đâu, qua 2 tuần rồi sẽ thấy. Cái thèm thuồng nó xảy ra hả? Là mình bịt mắt, bịt lỗ tai, bịt lỗ mũi, bịt hết rồi nó thèm, nó vẫn thèm mà. Đừng nói thấy mới thèm. Lúc đó cái tưởng của mình nó khởi mình sẽ ăn được món này, khởi mình sẽ ăn được món kia, khởi mình ăn được món nọ là không có một phút giây nào dừng hết. Tại vì bình thường mình là vừa khởi cái mình ăn, mình được thỏa mãn cho nên mình cảm giác cái thèm nó là cái gì, nó không có nhiều. Có những cái chuyện mà chúng tôi nghe kể, những người trong tù ra, họ kể là họ chứng kiến rõ ràng luôn á. Có một cái vỏ chuối mà đâm chết tới 6 người. Đối đến cái độ mà cái vỏ chuối quăng vô thử á, tức là cái ông đại ca trong cái tù đó, ông đánh mấy người rồi, mà ông đánh là chết á. Đánh chết 2-3 người, để còn 3 người lại trong đó. Còn 2 người lại trong đó là dâng cái vỏ chuối cho ông ăn. Trong đó có một thằng nhỏ. Thằng nhỏ này nó mới có 12 tuổi, không biết cái gì, lý do gì nó vô tù ở chung mấy người này. Và nó lận chiếc đũa hồi nào không biết, nó không có cái sức để có thể đâm từ ngực, từ mắt cho ông này chết. Nó lợi nó giả bộ dước che, nó ca tụng đại ca này nọ kia, tay rờ rờ mó mó, nó đẩy chiếc đũa vào lỗ tai ông kia ngã là chết, để nó ăn được cái vỏ chuối. Cái vỏ chuối thôi đó. Thì mình mới thấy rằng cái khi mà con người ta đói, khi mà đói thì cái dục ăn nó trở thành một cái loại ác quỷ chứ không phải là người phàm. Đây là điều mà chúng ta mới thấy. Những cái dục khác mình thấy nó là mạnh, hay cái dục của nam nữ chúng ta thấy nó mạnh, cái dục gì chúng ta thấy nó mạnh, nhưng mà chưa bao giờ ai thấy được cái sức mạnh của cái dục ăn hết á. Gần như suốt cả ngày chúng ta bị cuốn ở trong đó. Đứng trước bàn ăn chúng ta khó có thể mà bình tĩnh,
Và nếu mọi người mà đói chừng 5 ngày, 7 ngày rồi, chúng ta thấy cách ăn nó không còn có cái phong thái của một cái người đàng hoàng, trí thức, đạo đức gì hết trơn. Người mà quay nghi tế hạnh cỡ nào ha, cho nhịn đói 3 ngày, 7 ngày, bắt đầu tôi dọn một bàn ăn lên rồi thấy liền à. Thấy liền. Cho nên ăn á, mà suốt cuộc đời giữ được cái thánh ăn và phàm ăn nó không phải dễ đâu. Cái oai phong, cái oai nghi của một vị thánh đứng trước bàn ăn và một cái người phàm tục trước bàn ăn, để nó lộ ra cái nghiệp của người đó là thành tựu hay là thất bại trong đời người đó. Khi gấp miếng ăn trên bàn ăn đó, người ta có thể đoán được, lên bàn ăn người ta có thể đoán được cái sự nghiệp của cuộc đời của mình. Nhìn cái người đó ăn, chúng ta sẽ biết được cái tâm người đó thanh tịnh hay là cuồng loạn trên bữa ăn. Cho nên cái ăn thấy vậy chứ không phải đơn giản. Chúng ta đừng có coi thường cái dục ăn này. Đức Phật đã xếp và xếp vào là năm dục là trài sắc danh thực thùy rồi. Rồi cái ngủ của mình nó cũng vậy. Chúng ta thấy thường lắm đúng không? Thấy việc ngủ thức là chuyện bình thường, nhưng mà không có thường đâu. Chúng ta có thể bỏ hết tất cả mọi cái để chúng ta ngủ được. Cái thèm ngủ của mình nó đến cái độ đó. Thì ngủ trong những cái giấc ngủ bình thường không nói, nhưng mà tới giờ công phu mình cũng vẫn ngủ. Cái nghiệp của cái chuyện ngủ này nó kỳ lạ lắm. Rất là bình tĩnh, làm cái gì cũng tỉnh hết, chỉ có ngồi thiền là ngủ thôi à. Đó. Rồi tới lúc đó chúng ta mới thấy cái nghiệp ngủ này nó ghê gớm, mà mình không cách nào vượt qua được. Một cái người mà quyết chí tu hành mà nó vượt qua cái nghiệp hôn trầm á hả, trải qua có khi 3 tháng, 6 tháng, trả cái giá rất là đắt, làm tất cả những cái cách tâm mình chuyển qua một tầng khác thì mình vượt qua, còn nếu ở tầng đó thì mình ngủ hoài luôn. Nó lên là không phải là gật đầu cười nói với Phật đồng ý tất cả mọi điều nữa, nhưng mà lúc này là sai lúa luôn, sai dông 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 dông. Nhìn thấy đi kiểm thiền chúng ta nhìn thấy đau lắm, nhưng mà phá không nổi nha. Ra chúng ta thấy cái nghiệp nào cũng vậy, cái dục nào cũng vậy. Tức là chúng ta rớt vào cái sự mê đắm nào ở trong năm dục này là chúng ta vướng vào gì? Sự trói buộc của ma. Chúng ta ra không khỏi, ra không khỏi dục vọng, tức là ra không khỏi lưới ma. Khi ra khỏi dục vọng mới đạt được thiền định, và đạt được thiền định càng sâu chừng nào thì chúng ta mới vượt thoát cái sự trói buộc của cõi ma nhiều chừng đó. Cho nên hồi trước lâu lắm rồi chúng tôi giảng cái đề tài vượt qua nghiệp chướng, chúng tôi cũng có nói sơ qua những cái điều này. Cho nên trong cái việc ăn, việc mặc, việc ở đúng không? Điều này chúng tôi nói nhiều là làm sao để chúng ta không bị mắc nợ ma. Tại vì tất cả những cái vật chất trong cõi này đều là của ma hết. Dù chúng ta có làm giàu cỡ nào bằng công sức, bằng trí tuệ, bằng cái phước báo, chúng ta nói đó là phước báo nhiều đời mình gom tụ để đời này mình thành tỷ phú ở trong cái cõi này đi, thì tất cả những cái vật dụng trong cõi này đều là vật dụng của cõi ma. Chúng ta dùng xài nhiều chừng nào thì chúng ta dướng dấp trong cái cõi này nhiều chừng đó thôi, chứ không có cái gì. Với những người có mắt, họ thấy rõ ràng là chúng ta càng lún sâu hơn. Chúng ta nhiều cái của báo trong cái cõi này, tức là nhiều cái sự vướng mắc trong cái cõi này, bị mắc nợ nhiều hơn thôi chứ chẳng ít gì đâu. Cho nên trong ba cái việc ăn, mặc và ở, trong rất là nhiều văn giảng chúng tôi nói là chúng ta khéo tu tập. Chứ làm sao mà mặc không thiếu nợ, làm sao chúng ta ăn không thiếu nợ, làm sao chúng ta ở không thiếu nợ, đó là người khéo tu. Ba cái việc này hôm rồi Quy Sơn Cảnh Sách chúng ta đã nói rồi ha. Đó, cho nên chúng ta phải thấy rõ ràng là chính Đức Phật thấy rõ điều này, Đức Phật khuyên chúng ta là phải nỗ lực lên, phải cố gắng tinh tấn. Chỉ cần chúng ta cố gắng tinh tấn đúng lời của Đức Phật dạy thì tự động chúng ta đã vượt thoát sự trói buộc của ma. Còn ngày nào, giờ nào, phút giây nào mà chúng ta không có đủ cái lực tinh tấn, không có thiền định đúng lời Đức Phật dạy, thì ngày đó, giờ đó, phút giây đó chúng ta biết rằng chúng ta đang bị trói buộc, đang bị ma trói buộc mình. Chứ không phải ma là hiện tướng của con ma nhát mình, không phải như vậy. Nó ở sâu trong tâm mình lâu lắm rồi. Có khi ví dụ như mình có một cái phát nguyện gì đó, ví dụ như bây giờ mình có phát nguyện là mình sẽ suốt đời này làm như tiền để bố thí, như đó thôi. Chuyện này dễ làm không? Đâu có khó đâu. Cái lúc này á, bắt đầu nó cho vừa phát tâm phát nguyện đó ha, cái chúng là ta làm ăn túng bánh liên tục. Thật ra cái chuyện bố thí cũng vừa mình cảm giác nhẹ nhàng á.
Mình thấy mình đối với tiền bạc là rất là nhẹ nhàng, mình buông tay ra là có lại đầy đủ, cho nên mình cảm giác không có gì. Cho nên cái việc làm phước chắc có lẽ tăng phước liền, vừa phát tâm phát nguyện có kết quả liền. Theo đầu chúng ta làm ăn khó khăn, mà khó khăn chúng ta rớt vào một cái hoàn cảnh mà không ai có thể giúp được mình. Mà bây giờ có rất là nhiều người nhu cầu mình là bây giờ phải giúp này là giúp kia giúp nọ, mình không có khả năng. Có khả năng lúc đầu từ chối, sau đó cái lánh né, sau đó trốn mất tiêu luôn, đúng không? Thì trốn cái chuyện đó bình thường đi, tại vì mình không có khả năng giúp nữa, mình tránh né chuyện đó thường lắm, không có gì. Nhưng mà sâu trong lòng mình cảm giác bất an, mình thấy ủa sao hồi xưa mình lại dạy dột mà lại giúp cái chỗ này, lại dột giúp chỗ kia, để giờ hết tiền hết của cơm, không đủ ăn áo, không đủ mặc nhà, không có chỗ ở yên. Bắt đầu mình cảm giác mình phận, mình tức, mình phiền hà, mình phiền não với những chuyện trước kia mình làm. Đó là cái gì? Thử coi bây giờ muốn thi đúng không? Mình thi cái kiểu là mình thi, mình bố thí. Giờ bố thí tới đâu? Bố thí một khúc bắt đầu ăn hận rồi. Xảy ra một chút khó khăn là mình cảm giác mình thối tâm rồi. Thì rõ ràng là cái phát tâm phát nguyện của mình nó bị cái gì? Bị ma thấy tâm mình là không có thật tâm. Đương nhiên trong cái việc khó khăn mà mình giữ được cái tâm của mình như Út già trưởng lão mà trong cái chuyện, trong cái thời Đức Phật á, thì nó lại khác đi. À, trong cái thời Đức Phật, nếu chúng ta đọc lại tất cả các vị thí chủ, mỗi người có hạnh, mỗi người có hạnh rất là đặc biệt. Mà những hạnh đó là cái gương hạnh ngàn đời. Chúng ta thấy Út già trưởng lão á, có một cái lần đó phát tâm cúng dường trai tăng cho hết mùa hạ thôi. Nhưng 1250 vị tỳ kheo, mình tưởng tượng một ngày mà ăn 1000+ người là ghê gớm lắm. Thì cứ ngày nào cũng cúng dường món ngon vật lạ, những cái củ quý, gần như là đi ra chợ lớn để mà mua những cái đồ quý về nấu cúng dường trai tăng hết đó. Lúc đầu rất là sung mãn. Lần mới có 1 tháng, hơn 1 tháng là cạn hết kho này tới kho kia, hết kho kia tới kho nọ. Bữa cái ông giữ kho lên báo cáo là bây giờ nếu không dừng lại 3 ngày nữa là sạch, mà còn tới 1 tháng+ nữa lần. Thì ngăn cản ông không được. Các vị ở trong gia tộc, gia đình, mấy vị gia đình, vợ con rồi mới chạy lại báo với đệ tử Phật là Ngài Xá Lợi Phất, nói là Ngài Út già cũng tin, cũng quý, cũng kính Ngài lắm, Ngài khuyên giùm câu đi. Tụi con sạch rồi, hết kho rồi, chỉ còn đúng đủ để cúng dường trai tăng 3 ngày nữa là hết đó. Gia đình con ra ngoài đồng ở cũng không có cơm ăn, cũng không áo mặc luôn. Thì cái bữa trai tăng đó, Ngài Xá Lợi Phất khuyên Ngài Út già trưởng giả, nó thôi ông phải dừng lại giữ một chút vốn làm ăn, mới mốt cúng nữa. Cái chuyện mà nếu ông không cúng dường cho chư tăng trong lúc này thì cũng vẫn có chỗ khác cúng dường. Mà nếu ông cúng dường đến mức độ tận cùng như vậy rồi á, thì ông hết tiền hết của sự nghiệp ông cũng tiêu tan, thì cái việc cúng dường sẽ không có giá trị gì. Đương nhiên nhân quả thì ở đời khác, nhưng ngay đời này là ông hết tiền hết của, thấy tội quá thì Ngài Xá Lợi Phất khuyên vậy. Nhưng mà Ngài nói những ngày được coi là đại trí trong cái hàng đệ tử của Đức Thế Tôn, Ngài phiên con này con nghe đó. Nhưng Ngài cũng thấy rõ ràng là với cái tâm nhiều đời nhiều kiếp con sanh ra, vì cái chuyện riêng tư của con phải bảo gìn vệ, con phải gìn giữ cái của riêng cho chính mình, mà đời này con là một phàm phu. Bây giờ cái cơ hội con phát nguyện để con vượt thoát được cái tham tâm nhiều kiếp của con sẵn sàng cúng dường chư tăng tới ngày cuối cùng. Xin Ngài đừng phiên can. Còn một giọt máu cuối cùng con nguyện sẽ cúng dường Tam Bảo đến giờ phút cuối đó. Đêm đó tự nhiên trời đã thích ghế rung 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 rung. Giờ phát nguyện vậy là rung rinh cái ghế của vua trời đế thích liền. Tại chỗ chuẩn bị là thay đổi cái ghế vua trời lận á, chứ không phải là thay đổi cái ghế của ông trời khác. Trời đế thích bị rung, bị chấn động rung cái ghế quá trời. Không biết sao ông nhìn xuống, ông kiếm của thế gian cái thằng cha nào mà làm phước đến độ mà cũng thay ghế của ổng. Nhìn thấy Út già trưởng giả đang phát tâm cúng dường trai tăng, còn 3 ngày nữa sạch túi rồi mà vẫn quyết liệt cúng dường không bao giờ dừng nghỉ. Đêm đó vua trời đế thích là một đêm phải nói là dắp óc suy nghĩ, tìm cách để giữ cái ghế vua trời của mình. Chứ thằng cha này là hết đời này cho lên thế thiệt luôn á. Cái phước lớn đến cái độ mà có thể sau 3 tháng cúng dường là thay đổi cái ghế của vua trời đế thích là đâu có phải đơn giản. Đức Phật và 1250 vị thánh tăng mà đâu có vừa.
Thì vua trời đế thích giờ lấy chỗ nào ra thì chỗ đó đậy lại thôi. Ông đem đồ xuống, ông thải cho đậy lại. Cho nên nó ngủ một đêm tới sáng, cái là Út già trưởng giả sao mở cửa kho nào vàng cũng đầy ở trong hết. Tiếp tục cúng dường, cứ cúng dường là đầy kho, cúng dường là đầy kho mà không biết từ đâu ra. Đó là ông vua trời đế thích mang vàng xuống chuột cái ghế. Nếu mà vua trời đế thích mà không làm chuyện đó là mất ghế thiệt. Chúng ta phải thấy rằng cái sự phát tâm đến giờ phút cuối mà người ta chỉ cần 3 ngày nữa biết chắc rằng là người này sẽ sạch hết tất cả mọi cái của mình. Nhưng mà khi đã phát tâm phát nguyện rước tam bảo là không dừng bước, sẵn sàng hy sinh. Và rõ ràng cái phước báo nó lớn đủ để có thể nó chiêu cảm mà ông trời đế thích cũng phải rung rinh cái đấy. Đó là điều để chúng ta thấy. Thật ra khi mà muốn vượt khỏi cái ràng buộc của ma tâm của mình để tham đắm trong cái tiền của vật dụng là một cái loại thiền định lớn lắm. Một công phu tu hành cũng phải nói là sâu dày. Và cái thiện căn, cái phước đức nhân duyên thật sự lớn chúng ta mới vượt thoát. Chứ nếu không chúng ta sẽ dừng lại. Dừng lại chúng ta bị sự mà tham đắm tiền của, cái việc bảo bọc riêng tư, việc chấp thủ riêng của mình, nó sẽ trở thành cái gì? Trở thành thành trì để nhốt chôn chúng ta trong cõi này tiếp tục, chứ chúng ta không có ra được. Nói nên là ở đây Đức Phật khuyên chúng ta là hãy cố gắng nỗ lực lên đúng với lời của ta chỉ dạy, và tùy theo mức độ thiền định của ngươi mà thoát khỏi sự trói buộc của ma. Thật ra muốn thoát khỏi sự trói buộc của ma là chúng ta phải thực sự vâng giữ đúng những gì mà Đức Phật dạy. Chúng ta thực hiện những cái thiền định để đạt được những cái chuyên sâu trong thiền định thì chúng ta mới thoát khỏi lưới ma, chứ nếu không khó. Nó tới nó lui, đi qua đi lại hồi cũng vướng. Nó trời nó đất quay tới quay lui rồi cũng vướng, khó lắm. Thật ra vượt thoát dục vọng là một cái gì đó rất khó. Mà vượt thoát hết tất cả những cái dục thì chúng ta mới lọt được cái lưới của ma. Còn vướng trong dục kiểu nào cũng là còn vướng trong lưới ma. Đó là điều mà chúng ta phải thấy. Các hành đều vô thường, khi đem trí huệ soi xét được như thế thì sẽ nhằm lìa thống khổ. Đó là đạo thanh tịnh. Chúng ta nghe cái câu này nó quen ha. Nghe câu này quen, các hành đều là vô thường, là pháp sinh diệt. Sinh diệt diệt rồi, tịch diệt là vui. Cái câu này nó có trong cái gì đó, Đại Biết Niết Bàn. Ở đây Đức Phật nói các hành đều là vô thường. Và khi đem trí huệ này để soi xét được, tức là chúng ta thấy được tất cả cái hiện hành hiện hữu trong cái cuộc sống này của mình là vô thường, là thân của mình vô thường, tâm vô thường và hoàn cảnh vô thường. Tức là lúc nào chúng ta phải có được cái trí tuệ để thấy tất cả mọi cái đều là vô thường. Đã là vô thường rồi thì nó không có tạm dừng trụ, gọi là tạm dừng trụ cũng không có nữa. Vậy là chúng ta không có thể nắm bắt được cái gì hết đó. Ví dụ như cái thân này tới ngày bắt đầu nó yếu xuống rồi, tóc bắt đầu nó bạc này, da bắt đầu nó nhăn, trí tuệ chúng ta bắt đầu nó cùng lục, chúng ta giữ được không? Không được. Tới chừng này thì chúng ta có nhiều người đã nếm cái mùi của tuổi già rồi á, người ta mới thấy rõ ràng là mình không còn giữ được sức khỏe giống như ngày hôm qua nữa. Mỗi ngày ngủ thức dậy mình cảm giác cái sức lực mình nó yếu xuống một chút. À, lúc cái thân mình nó yếu từ từ mình giữ lại không được như ngày trước. Rõ ràng cái sự vô thường luôn luôn xảy ra như vậy. Chúng ta không có giữ được. Thân này đã không giữ được thì cái mà của thân chúng ta có giữ được không? Cũng không thể giữ được. Thành ra cái đời sống, nếu mà mọi người hiểu được vô thường, hiểu được vô thường theo cái chiều mà nó không tạm dừng, cái chiều nó hoại diệt, cái chiều nó hư đốn, để người ta có cái gì? Để người ta có cái ý niệm là giống như chúng ta đối với cái thân này không có còn chấp trước nữa, đối với tâm này không còn chấp trước nữa, đối với ngoại cảnh không còn chấp trước nữa. Thấy như vậy, hiểu như vậy thì chúng ta sống nhẹ đi cái sự chấp trước giữa đời này rồi, đúng không? Là chúng ta hiểu vô thường chưa? Hiểu rồi, hiểu như vậy được gọi là hiểu vô thường rồi đó. Không có cái gì có thể chấp giữ được, thân cũng chấp giữ được, tâm cũng chấp giữ được, hoàn cảnh cũng chấp giữ được, thì tiền của những cái vật dụng của mình cũng không chấp giữ được. Những cái gì mà mình yêu quý trong cuộc đời này rồi, từ từ nó cũng ra đi, mình cũng không chấp giữ được. Cái hiểu như vậy được gọi là chúng ta hiểu vô thường. Và hiểu vô thường ở cái chiều này thì chỉ hiểu được có một phần, phần nửa chưa được nữa. Không? Chúng ta có hiểu vô thường để mình không chấp giữ, cũng là giống như là cái người mà thấy rõ vô thường
là cái gì đó nó không có trường tồn, nó không có thường còn, nó không thường có, nó luôn luôn thay đổi từ vị trí tới hình thể của nó. Thấy rõ sự thật của vạn pháp nó vốn dĩ là vô thường, nó vốn dĩ là vô trụ, để chúng ta không có vướng lại được, không động lại được. Hai cái, một cái thấy mà không chấp, một cái hiểu mọi cái đều là vô thường để chúng ta không chấp. Và cái thứ hai, người thấy rõ vô thường là họ hoàn toàn không còn vướng động lại được. Hai cái thấy này khác nhau hoàn toàn. Chúng ta ở cái tầng nào, ở tầng trước hay ở tầng sau, chúng ta sẽ sẵn sàng không có chấp này, không có giữ cái kia, buông xả cái nọ. Vì sao? Vì mình thấy mọi cái đều vô thường, chấp là không gì, đúng không? Cái gì nó qua rồi, đến thì nó cũng qua, qua rồi nó cũng mất, mất chấp là không gì. Cũng được gọi là hiểu vô thường. Hiểu để chúng ta có cái thái độ, chúng ta không có chấp thân. Có thái độ để chúng ta không có chấp tâm. Có thái độ để chúng ta không có chấp hoàn cảnh. Là cái người đã hiểu vô thường chưa? Hiểu, nói về hiểu thì người này đã hiểu phải không? Nhưng mà nói về người thấy và ngộ ra vô thường thì chưa phải. Khi họ thấy sự thật vạn pháp vốn là vô thường, nó không có tạm dừng trụ bất kỳ một cái chỗ nào, bất kỳ một nơi nào, bất kỳ một chốn nào, bất kỳ một hình thức nào, không thể tạm tồn tại được. Mỗi mỗi đều là vô thường, là biến động, là không có tạm dừng trụ. Họ thấy được cái sự thật thân này là vốn vĩ, nó luôn luôn liên tục thay đổi trong từng sát na. Tâm này thay đổi liên tục trong từng sát na, hoàn cảnh cũng thay đổi liên tục. Vì là cái thân này vốn là vô thường, là không tạm dừng. Tâm này cũng vậy và hoàn cảnh này cũng vậy. Họ thấy được sự thật là gì? Là mình không chấp giữ được. Nó khác với người kia là không chấp giữ. Người kia gán tu để không chấp giữ, người này thấy được sự thật là giữ không được. Hai người này thấy khác nhau hoàn toàn. Cũng trên lý vô thường đó mà chúng ta thấy như vậy. Thì vậy là người ta nó có nói nặng, người ta nói nhẹ, người ta nói hay, nói dở là mình hoàn toàn không có dính. Nên lục căn tiếp xúc với lục trần, nếu chúng ta thấy được cái sự thật nó vốn là vô thường thì căn trần vốn dĩ là hoàn toàn không dính mắc với nhau. Không phải thấy là chúng ta dính sắc là tối về nhà thế tu nó tụng kinh ngồi thiền gắng tẩy xóa cái sự dính mắc mình hồi trưa, không có như vậy. Ngay khi thấy là họ sẽ thấy được cái sự thật của các pháp vốn hiện hữu, đó là vô thường. Ngay khi nghe, họ nghe sự thật hiện hữu âm thanh là vô thường, và do vô thường mà họ dính không được. Có muốn dính, dính cũng không được. Như một người hiểu vô thường là đã thấy mình dính và đã thấy mình bỏ. Ai trong lòng còn cảm giác mình tháo gỡ cái sự vướng mắc nào ở nơi tâm, thấy nơi tâm mình vướng mắc cái này, thấy nơi tâm vướng mắc cái kia để mình tháo gỡ, rõ ràng là người đó chỉ hiểu vô thường mà thôi, chứ không phải là người thấy và ngộ lý vô thường. Và khi ngộ ra vô thường, dùng trí tuệ để thấy mọi cái đều là vô thường, thân tâm là vô thường, từng sát na một ở nơi cuộc sống này là vô thường, mỗi mỗi điều vô thường, cho nên nó không thường còn, không thường có, không tồn tại, nó luôn luôn dịch chuyển, luôn luôn thay đổi. Và sự thay đổi này là gì? Không phải là bây giờ thân mình mạnh, cái giờ nó yếu từ từ, cái nó già, nó chết gọi là vô thường. Nếu thấy vô thường lại vậy thì thấy đâu có hết, tức là thấy có phân nửa cái đoạn mà hư hoại thôi. Vậy cái đoạn mà từ hồi sanh gà quẹ 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 2-3 kg ẩm bồng rồi nuôi lớn chúng ta không thấy, đúng không? Từ 2 kg thì giờ mình tới 50-60 kg mình không thấy cái đoạn mình lớn lên đó. Cho nên thấy vô thường không phải thấy một mặt hoại, mà chúng ta thấy một mặt làm thành. Và thấy cả hai mặt, mặt hoại hoặc làm thành cũng chưa đủ, mà vô thường nó là một cái gì đó nó rất tròn trịa. Nó làm cho các pháp nó hiện hữu, nó làm hưng khởi các pháp, làm các pháp yếu đi, làm các pháp thành không, để tái dựng lập các pháp lại. Nó là một cái vòng tròn. Thế vậy vô thường là hình thành tất cả các pháp. Vô thường nó sẽ thay đổi các pháp để hình thành cái mới. Thì vậy nếu mà nhìn về cái góc độ vô thường thì mỗi cái sự việc hiện hữu sẽ ra là gì? Là mỗi mới. Vô thường là mới. Quý vị đang nghe chúng tôi nói mỗi tiếng là mỗi mới. Đó là đang vô thường. Hít vô, thở ra là mới. Thở ra hít vô là hơi mới nữa, chứ không phải mình ngồi đây mình thở hoài cái hơi cũ được đâu. Đúng không? Nhịp tim chúng ta đang đập từng nhịp mới.
dòng máu chúng ta đang luân lưu mới, từng tế bào thay đổi mới, mỗi mỗi điều mới đang xảy ra, luôn luôn thay đổi mới mẻ. Thì vậy là vô thường là gì? Là sự sống. Vô thường là chân lý. Sự sống luôn luôn mới mẻ, sống động hiện tiền, đó là vô thường. Đó là cái gì? Không có khoảnh khắc nào cái vô thường này dừng lại. Chúng ta còn trẻ nó cũng đang vô thường, chúng ta già nó cũng đang vô thường, chúng ta chết cũng đang vô thường. Hồi thời quá khứ nó cũng đang vô thường, hiện tại vô thường và vị lai nó vô thường. Tức là lúc nào cũng có cái vô thường. Vì vậy là không phải do cái vô thường mà chúng ta quán được cái chân thường. Có nhiều người giảng là trong cái vô thường nó thể quán lấy thấy được cái chân thường, không phải như vậy. Mà là gì? Nếu mà trong cái vô thường mà chúng ta thấy đoạn mất thì chúng ta rớt vào đoạn kiến. Nếu chúng ta quán để chúng ta nhận được cái chân thường nó không mất là chúng ta rớt vào thường kiến. Ở vô thường nếu mà chúng ta đủ cái trí tuệ để chúng ta thoát khỏi được thường kiến và đoạn kiến thì người đó mới gọi là có chánh kiến của Phật Đạo. Khó thoát lắm. Bây giờ hỏi các vị giảng sư làm sao thoát khỏi thường kiến và đoạn kiến trong lý luận vô thường. Lý luận kiểu nào cũng không có thoát được, đúng không? Nhưng chúng ta thấy là nếu chúng ta nhìn về quá khứ là cũng đang vô thường, đã qua là vô thường, hiện tại là đang vô thường và vị lai đang vô thường. Thì vậy là thường xảy ra cái chuyện vô thường đó, là thường vô thường. Thường mà vô thường, vô thường mà thường. Thì cái thường vô thường đó nó không ở thường mà nó cũng không ở đoạn. Cái thường vô thường đó nó qua nhưng mà nó lại mới, nó tiếp tục, tức là nó không mất. Nó qua mà nó không mất cho nên nó không rớt vào đoạn kiến. Nhưng mà cái chuyện đó nó xảy ra hoài không bao giờ nó dừng được, gọi là thường. Thường có nghĩa là mới chứ không phải thường là cái gì chết. Cho nên cái thường vô thường của mình nói đây là một cái thường mới mới, mỗi khoảnh khắc mỗi mới. Chứ không phải thường hằng là một cái gì đó nó chết liệm ở một cái chỗ đó hoài hoài không bao giờ thay đổi, không phải như vậy. Thì vậy là chúng ta không có làm sao cũ được trong tất cả mọi tình huống đời sống mình, thì người đó là cái người hiểu được vô thường. Lý vô thường đủ cho một người đủ kiến giải này có thể vượt thoát sinh tử luân hồi, nếu nhận hiểu đúng vô thường như Đức Phật dạy. Đó, hiểu vô thường chúng ta phải hiểu tới cái tầng này. Chứ còn nếu mà hiểu rồi mình thấy mình còn không có dính chấp ha, mình gán mình tháo gỡ, tại vì nó vô thường rồi cho nên thôi đừng có chấp nữa. Xảy ra chuyện gì cái người ta lợi phiên can rồi, con ơi dở mình mất tiền mất của thôi con ơi, thì mất có nhiêu đó mà, đời vô thường mà, của đi thay người mà, thôi đi đừng có chấp chi cho nó khổ. Nói vậy hết nổi không? Hết khổ nổi không? Hiểu vậy chưa? Bản thân người hiểu đó cũng không hết khổ thì sao khuyên người ta hết được. Cho nên thấy vô thường chúng ta phải thấy triệt để đến cái chỗ mà mỗi một khoảnh khắc mỗi thay đổi. Và vì nó là sức sống cho nên nó luôn luôn thay đổi và luôn luôn sống động. Còn sống là còn vô thường. Hít vô thở ra là còn sống, tức là còn vô thường. Tay chân chúng ta nhúc nhích được là còn vô thường. Tế bào chúng ta luôn luôn thay đổi là vô thường. Dòng tuần hoàn chúng ta luôn luôn thay đổi là đang vô thường. Tóc chúng ta từ đen chuyển thành bạc là đang vô thường. Mỗi mỗi điều vô thường và thay cũ đổi mới. Tóc chúng ta mới, mới bạc. Tay này nó mới yếu, yếu hồi nãy gọi là mới yếu. Tất cả mọi cái chúng ta mới. Đang răng hồi nãy ăn ngon lành, giờ lung lay, mới lung lay, chuẩn bị bước tiếp nữa là cái răng này nó mới rụng. Nó mới, toàn bộ là mới. Tức là đời sống chúng ta luôn luôn ở trong một cái vị trí mới mẻ hiện tiền đó. Nếu một người nào mà đủ trí tuệ để thấy và sống như vậy thì cái thống khổ của sinh tử sẽ không còn, phải lìa hết sự thống khổ. Và đó là đạo thanh tịnh mà Đức Phật muốn nói. Ở đây là cái chỗ mà chúng ta phải học cho ra. Cái lý vô thường này gần như là một cái gì đó nó hết sức là quen thuộc của tất cả những người học Phật. Ai nói là vô thường cũng có thể giảng được. Thật tử của mình đi chùa lâu năm nghe mấy thầy giảng vô thường nó nhuyễn quá trong lỗ ta rồi. Vậy đó mà đôi lúc có những buổi ta trăng có nhiều người Phật tử tác bạch, kính bạch chư Tôn Hòa Thượng, chư Đại Đức Tăng Ni, quỷ vô thường cướp mất cha mẹ con. Xem vô thường nó là con quỷ, là một cái gì nó xấu xa, nó cướp mất hết tất cả những của báo của mình. Tức là người này hiểu lý vô thường không? Không hiểu. Chúng ta phải yêu vô thường như yêu chân lý, tại vô thường là chân lý mà. Để chúng ta mới có những khoảnh khắc sống mới mẻ hiện tiền ngay tại đây và bây giờ. Còn chúng ta hiểu vô thường theo cái kiểu gì đó thì coi chừng chúng ta đã hiểu lầm điều Đức Phật dạy.
Và đó không phải là trí tuệ thanh tịnh của Đức Phật để vượt thoát khổ đau. Cho nên ở đây Đức Phật nói là chúng ta phải dùng trí tuệ để soi xét được tất cả mọi cái, các hành đều là vô thường. Và thấy được các hành đều vô thường thì lìa hết tất cả những thống khổ, và đó là đạo thanh tịnh mà Đức Phật đã chỉ dạy. Nó nói về vô thường. Và ba cái này là gần như là ba cái chân lý vô thường, khổ và vô ngã nè. Mà hình như chúng tôi đã giảng cái đề tài ba chân lý rồi phải không? Ba cái pháp ấn, tam pháp ấn hình như chúng tôi có giảng rồi. Cái thứ hai, các hành đều là khổ, khi đem trí tuệ soi xét được như thế thì sẽ nhàm lìa thống khổ, đó là đạo thanh tịnh. Cái khổ mà chúng ta đã học trong trong tứ diệu đế là gì? Sanh, lão, bệnh, tử, khổ đúng không? Cầu bất đắc khổ, quán tắng, hội khổ, ái biệt ly khổ và ngũ ám trí thành khổ, tức là tám cái khổ đó. Còn ba cái khổ căn bản là hành khổ, khổ khổ và hoại khổ. Những cái điều này là chúng ta học rồi. Cho nên với cái nhìn của Đức Phật á, Đức Phật nhìn cái cuộc đời này với những người mà chưa được giác ngộ giải thoát thì cái chuyện sanh này là khổ, đúng không? Chuyện già là khổ, chuyện bệnh là khổ, chuyện chết là khổ với một chúng sanh mà còn lầm mê trong sanh tử. Người chưa thức ngộ được chân lý thì những cái này đều là khổ. Hai người quán thù gặp nhau thì sao? Sẽ gây thù quán tiếp để gây khổ tiếp. Thương yêu mà xa lìa ngày thì giống như là một thế kỷ, không? Ngồi nhớ nhung mong đợi chờ hoài, muốn thấy người mình muốn nghe tiếng, muốn nghe âm thanh, muốn nhìn thấy hình sắc mà nhìn không được. Trong từng giờ, từng khoảnh khắc trôi qua là một cái khoảng dài của thế kỷ, khổ vô cùng đúng không? Những cái mà mong cầu cả đời không được. Thấy bạn mình mang chiếc dép đẹp, mà mang cái áo đẹp, đi chiếc xe đẹp, mình cả đời mình kiếm ra không được, mình khổ. Thân này có lúc thịnh lúc suy làm cho mình bất an, mình khổ. Tất cả những cái nỗi khổ đó là những người phàm phu đều phải nếm trải. Và đó là sự thật của cuộc đời đang có. Nên chứ không phải cái khổ nào là bao hàm hết. Các vị thánh thì nói cái chuyện khổ của cái thân bệnh không có. Với những cái trí tuệ của các bậc thánh, họ có khả năng vượt thoát những cái nghiệp của già. Họ già nhưng họ sẽ sống an lạc nhẹ nhàng. Và cái chết của họ nhẹ như tơ hồng, không có gì khổ. Họ biết chắc rằng họ đi đâu về đâu, lấy gì để khổ. Còn người phàm như mình không biết chết đi đâu, tức phút chết rất là quan mang. Cái việc sanh tử của mình phía trước mù mịt, ai không khổ. Nhưng mà các vị thánh tường tận rõ ràng, không có cái gì lầm lẫn. Các vị thấy rõ ràng là khi mà người ta đã chứng thánh, người ta thấy rõ là cái nghiệp quá khứ của mình đã được gom tụ bao nhiêu ngàn kiếp vậy. Thì bây giờ ra đời đời này, từ cái lúc mà họ chứng thánh, họ thấy rõ ràng từ đó họ sống tới cuối đời còn chuyện gì phải xảy ra với họ, và những chuyện đó nó xảy ra như thế nào. Nếu như người phàm tâm thì sẽ có cách đối kháng, như các vị thánh là không hề có một sự đối kháng, mà dùng cái thánh tâm, cái tuệ giác của họ để họ hóa giải được cái nghiệp xảy ra trong đoạn đời còn lại mấy mươi năm. Các vị thấy rõ, và các vị thấy rất rõ rằng mình sẽ chết như thế nào và chết đi đâu về đâu. Cho nên cái chuyện mà già và chuyện khổ là không còn khổ với già và chết, không phải là chuyện khổ của những vị thánh. Không có chuyện gì đáng lo nơi thân tâm này cả. Cho nên sanh lão bệnh tử không còn chuyện là lo. Rồi gì nữa? Không có thù quán rồi, không? Không có thương yêu để lo lắng rồi, không có tâm mong cầu rồi. Và cái thân thịnh si với một vị thánh là hoàn toàn không có. Cho nên Đức Phật nói chuyện khổ là nói chuyện của thế gian này. Đức Phật nói thế gian này được sanh ra là khổ, lớn lên là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, thương yêu mà không được gần gũi là khổ, vân vân. Thì những cái khổ mà Đức Phật được diễn tả trong đây đều là những cái khổ của thế gian. Cho nên nói về thế gian thì có khổ. Nhưng mà với cái trí tuệ Phật đạo được soi qua thì chắc chắn cái khổ nó gần như tiêu biển. Nếu thực sự là người hiểu biết Phật pháp, hiểu biết được thân tâm này, thì cái việc khổ của trần gian hoàn toàn biến mất. Thành ra trong cái ba cái pháp ấn mà thường á, chúng ta giảng như trước đứng trên cái lý vô thường mà nói, thì cái chuyện thay đổi của đời sống này là một cái gì đó nó mới. Cho nên chuyện già đâu phải là cái khổ đâu, đúng không? Thì nó có nghịch với cái khổ này không? Nếu mà nói tam pháp ấn thì vô thường, khổ và vô ngã. Ba cái ấn pháp này là lời chư Phật dạy. Ai nói khác đi là nó trái chân lý Đức Phật. Thì bây giờ mà nói mình sống mà không có khổ
là có trái với chân lý Đức Phật chưa? Đúng không? Như hồi nãy giờ mình nói là cái nhìn và cái sống của một cái người chưa tỏ ngộ chân lý thì sanh lão bệnh tử là khổ. Nhưng người tỏ ngộ chân lý rồi sanh lão bệnh tử là cái chuyện thường nhiên. Không thấy vậy thấy rõ rồi. Không có gì gọi là khổ với một người đã hiểu chân lý cả. Nhưng mà chưa hiểu chân lý sẽ là khổ. Cho nên ai đứng trên cái vị trí này, phải không? Mà nói đây là pháp ấn của chư Phật, sanh ra cuộc đời này là bắt buộc mình phải bị khổ với cái sanh, cái già, cái là bệnh, cái tử, thì thiệt là cái người đó không hiểu lời Đức Phật dạy. Đức Phật dạy là những người mà phàm trần, chưa có cái trí tuệ Phật đạo thì sanh lão bệnh tử là khổ. Ba khổ hoặc là tám khổ này phải xảy ra đối với một cái người thường, chúng ta phải nói như vậy. Nhưng họ có cái trí tuệ vượt thoát cái khổ đau thường tình rồi. Họ đã dứt trừ 10 tập nhân đau khổ rồi, khổ đâu xảy ra nữa. Thật ra những vị thánh không thể khổ do bệnh được. Nếu mà ai đây có khả năng thiền định mới thấy được điều này. Đang lên cơn đau, đang lên cơn đau dữ dội lắm, thì người đó nhập định liền. À, tôi cũng phải đem vốn tôi ra xài chứ. Cái vốn tôi là năng lực thiền định, cho nên cơn đau bắt đầu xảy ra, bắt đầu tôi nhập định. Nhập định thì cái chuyện của thân nó xảy ra y như mình đang thấy cái bàn này đó. Thấy nó xảy ra, thấy nó xảy ra nó giống lung lay, giống như cái gió quạt cái cành cây vậy đó. Thấy rất rõ chuyện xảy ra của thân mà không đau, như một chúng sanh khác không nhập cuộc, không thành cái đau mà là người thấy cái đau, người biết cái đau chứ không phải là người bị đau. Hai cái này khác nhau. Cho nên khi mà người có khả năng thiền định đó thì cái đau của thân đâu làm khổ đâu. Và mấy thiền sư là thừa sức làm chuyện này. Còn chết sao? Cái vị nhập trong đạo lý để thấy rõ ràng là cái thân này không còn hoạt động, tức là cái thân này chết. Cho họ là cái người đang thấy rõ cái thân chết thì đâu có khổ gì cái chết của thân. Không có khổ. Cho nên nói là sanh lão bệnh tử không phải là vấn đề với những người đã sáng mắt là vậy. Họ thừa sức làm những chuyện này, nó làm chủ được sanh và làm chủ được tử mới gọi là làm chủ sanh tử. Trong cái đời sống này mà không làm chủ rồi cái chết không làm chủ, mà nó làm chủ sanh tử, làm chủ cái gì? Mà đó không phải là cái người mà thật tu thật chứng ở trong Phật pháp. Cho nên là nói lại cái khổ này chỉ dành cho những người gì chưa ngộ đạo. Chưa ngộ đạo khổ thiệt á. Ngũ quẩn chưa một lần giai không thì rõ ràng cái gì nó đụng tới ngũ quẩn là phải khổ. Nhưng mà người ta đã ngũ quẩn giai không rồi, người ta có một cái thấy nhìn vượt thoát cái thân căn ngũ quẩn này rồi. Xài là tạm xài để làm chuyện gì đó thôi trong đoạn đời ngắn. Nhưng mà không cần xài là bung cái rẹt xong. Không có gì để gọi là khổ nữa thân hết. Nhưng mà thấy cực khổ vất vả thì có, lo công việc thì có. Nhưng mà nói là khổ là dứt khoát không có xảy ra. Chuyện đau đớn muốn để đau thì đau. Thậm chí cái chuyện muốn để đau thì đau, còn muốn chuyện không để đau nhập định để chuyển cơn đau này. Dời mà lại khúc khác đau đi, lúc này tao mắc trong chuyện rồi, không cho mày đau nữa. Tại nó mới đi điều khác á. Đó, năng lực thiền định nó thừa sức này. Đừng nói là nó đau ở nồng đó, nhăn mặt nhíu mày đi không nổi, đứng không nổi rồi khổ, nó không có. Không có chuyện đó, tức là người làm chủ được sanh tử là họ thừa sức làm những cái chuyện đó. Họ muốn để cho đau tiếp, cho đau. Tức là họ thấy rõ cái nhân quả đời nào đó không biết, mà đời này phải bị một khúc này. Là họ để cho chuyện xảy ra như nó đang xảy ra vậy. Họ ngắm nhìn cái cơn đau của thân. Tại vì thân không phải là của họ nữa. Họ không phải là thân này, họ không phải là tâm này, cho họ họ ngắm nhìn như một đóa hoa đang nở trước mặt này đó. Đạo Phật nó có những cái nó khác phàm vậy chứ. Nhưng phải mang cái thân phàm, cái đau đau như người phàm đâu có được. Không có chuyện khổ giống như người phàm. Trong cái mà vô thường khổ vô ngã đương nhiên là chân lý đối với người phàm. Mà ở ngay vô thường mình nhận ra được vô thường, mình được giải thoát rồi, là đã sống đạo thanh tịnh rồi, thì tại sao trong cái khổ này mình không có nhận đạo lý sao? Đó, cho nên là cái chuyện đối với phàm phu thì chuyện đó có thể xảy ra. Thật ra là khi mà nói tới cái đạo khổ đế, tức là người ta còn đầy đủ cái gì? Đầy đủ 10 tập nhân là tham sân si, mạn nghi, thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ và tà kiến. Có nghĩa là người đó còn khổ. Khi người đó đã vượt hết, đã dứt trừ 10 cái kiết sử này rồi thì dứt khoát là cái khổ không còn xảy ra nữa. Mặc dù vẫn mang cái thân phàm đi trong nhân gian này nhưng mà khổ không có. Chúng ta phải thấy rõ điều này.
Chúng ta học Phật phải minh định điều này, chứ đừng nói là bây giờ mình đang khổ thì ai cũng phải khổ như mình mới chịu. Có người sống ở trần gian này họ nói không khổ, cái mình thấy ông này chắc bộ khùng quá. Ai cũng khổ hết, có mình ông nói không khổ. Và cái sâu thẳm nhất trong loài người là gì? Chúng ta ngồi suy nghĩ cái sâu thẳm nhất loài người là gì? Thấy người khác khổ và muốn người khác phải khổ dưới ánh mắt của mình. Người ta vui không bao giờ muốn, người ta sướng không bao giờ muốn, cho nên thấy người này ha, có xe hơi, có nhà lầu, có đời sống sung sướng, bắt đầu ganh tị. Nghèo á, mình tới mình giúp mà mình thương. Giả bộ thương chứ thực sự trong lòng mình nó có một cái gì nó gắt hơn người kia một khúc. Đúng không? Mình là kẻ cả, mình là người trên, kẻ trước, mình ban phước, mình cảm giác là mình thỏa mãn. Nhưng mà mình ở dưới mà ngửa là mình sinh là mình cảm giác cái gì đó nó khó chịu ghê gớm lắm. Thật ra con người ta mà càng khổ á, thì mình thấy nó có một cái gì đó, lương tâm mình nó dễ chịu hơn, là người ta sướng hơn mình. Nếu mà nhìn hết cái thế gian này, ai cũng cao hơn mình, ai cũng sung sướng, ai cũng khỏe mạnh, ai cũng bình an hơn mình, là mình là người khổ nhất. Đúng không? Mình là người bi thương nhất, mình là người tuổi hờn nhất, cuộc đời mình sao mà đen tối, chung quanh ai cũng được Phật Bồ Tát giúp hết, chỉ có mình Phật Bồ Tát không cứu giúp mình. Đủ thứ chuyện, đủ thứ đời để chuyện để than vãn trong cuộc đời này của mình. Đó. Chứ bao giờ mà hoan hỷ trước khi thấy người ta giàu có, sung sướng, hạnh phúc hơn mình không? Có mấy người? Trong nhân gian này có mấy người? Cho nên khi thấy người ta sung sướng, hạnh phúc mà trước sau mình cũng phải có một lời à. Không bao giờ khen tặng được. Thế nào cũng chim chim câu gì đó, tại nó xạo lắm rồi, thằng đó là đó tôi biết mà nó xạo dễ sợ luôn, nó gạt tôi, nó lấy tiền đủ thứ chuyện đời nó mới được giàu. Nó qua mặt người này kia nó mánh mung ma giáo rồi nó buôn lậu rồi nó mới được giàu, chứ làm ăn bình thường như tôi làm gì giàu. Không, nó mình cũng thấy mình ngon hơn nó một cái là tôi làm ăn đàng hoàng, nó làm ăn không đàng hoàng. Cho nên nó giàu nó vẫn không bằng tôi. Cái gì cái tôi của mình nó cũng ngon, và cái tôi của mình muốn cho thiên hạ phải thấp hơn cái tôi của mình. À, cái tôi của mình luôn luôn là số một. Tính gì cái vị kỷ đó mà nó sanh ra phiền hận khổ đau đủ điều, sanh ra cái khổ não trong trần gian này cũng vì cái đó, vì cái tôi đó. Đó, thành ra Đức Phật nói tới cái vô thường cái khổ, tức là nói tới hai cái ấn rồi, thì sao chúng ta sẽ học cái ấn thứ ba là vô ngã. Mà cái này là chúng ta đã giảng trong một cái đề tài Tam Pháp Ấn rồi. Và sẽ nhắc lại là chúng ta phải xóa cho được cái điều mà cái khổ là chân đế trong tứ diệu đế. Tứ diệu đế Đức Phật cũng nói khổ đế làm đầu. Ở đây trong Tam Pháp Ấn Đức Phật cũng nói tới cái khổ là chân lý. Mà chân lý là không có cái gì có thể thay đổi được. Đúng không? Không thể thay đổi được đối với trần gian này. Nhưng các vị thánh hiền thì không có vướng vào những cái chuyện của trần gian. Các vị thánh hiền là vượt thoát cái trần gian này. Ở ngoài cái chuyện khổ đau, sống trong cõi trần để làm cái gì lợi ích cho chúng sanh, chứ không phải là vô cõi trần này phải vương nghiệp như người trần gian này. Không có. Người ta đã đi ra rồi, bây giờ người ta tạm bước vào, người ta mượn phương tiện, mượn cái thân người để ta mượn đoạn đời sống, ta làm cái chuyện người ta muốn làm, thì người đó không phải là người bị nghiệp để sanh trong cái trần gian này, mà phải chấp nhận khổ đau như người phàm. Và ngược lại, cái người phàm nếu mà có cái sự hiểu biết đúng với chánh pháp, mà có tu hành đúng với chánh pháp, thì họ cũng vượt thoát cái khổ đau như những người thánh hiền kia. Có nghĩa là cái khổ là cái gì đó dành cho người thế tục, không có biết tu, không có hiểu chánh pháp, không có sống đúng với chân lý. Còn khi chúng ta tu tập hiểu chánh pháp, sống đúng chân lý rồi, chúng ta sẽ vượt thoát cái phàm trần khổ đau đó của thân tâm này, chúng ta vượt qua. Do đó là điều để chúng ta phải thấy. Thật ra là khi Đức Phật chỉ nói cái từ khổ thôi thì chúng ta nghe, chúng ta nghĩ là mình là sanh ra trong cuộc đời này phải khổ như người khác mình mới chịu đúng chân lý Đức Phật. Cho nên đó là mình phải bệnh, mà phải đau cho đến mức độ mà rớt nước mắt rồi phải lăn lộn, rồi mình thấy rồi đây là mình đang sống đúng với chân lý của Đức Phật á. Còn không đau như vậy là không phải. Nhớ chưa? Không già, già cái bây giờ mình ngồi tối ngày mình phải gầu, mình phải khổ mình mới đúng chân lý, chứ già cười là không đúng à. Cái gì phải khổ mà sanh lão bệnh tử khổ mà. Tóc bạc da nhăn rồi phải ngồi đó là chống tay tối ngày buồn buồn khổ khổ, mình thấy là tôi đang sống đúng chân lý của Đức Phật á. Già không được cười nha. Cười không đúng. Đúng không? Vậy mà có nhiều người có cái kiến giải đó mới là lạ. Khi mà nói một đời sống bình yên,
mình có cái đạo lý để sống bình yên giữa cuộc đời. Rồi coi chừng nói vậy nha, Đức Phật nói đời này khổ mà không nói đời này hạnh phúc, sai rồi. Và đây là sự thật tôi đã nghe của mấy cái email của một số người gửi tới tôi. Tại mình nói rõ ràng là mình nhìn cái cuộc đời này đó, nếu mình thấy được đúng vô thường vậy mà lấy gì đâu ra để mình khổ. Mà nói như vậy cái bắt đầu người ta nói Đức Phật nói rõ ràng là trong thứ gì đấy là khổ đấy nè. Và trong tam pháp ấn có cái khổ nè. Mà thầy lý luận thầy đứng trên cái phương diện nào, chân lý nào mà thầy nói là sống đời này không khổ. Thì nó muốn biết tôi đứng ở phương diện nào, chân lý nào lại đây gặp tôi nói cho nghe. Chứ giờ đâu có giải thích trong email cho nó hết rồi. Lại đây gặp đi nói cho nghe. Em rõ ràng khi mà thấy đúng sự thật mình khổ nổi không? Nói khi nào mà chúng ta sẽ, ví dụ như đến một lúc chúng ta sẽ già, mà quý vị có công phu quý vị mới thấy điều này. Khi mà mình có công phu thật sự rồi đấy ha, thì chúng ta thấy cái tuổi già chúng ta sống rất là nhẹ nhàng, rất là an lạc. Chúng ta có tu tập rồi á, chúng ta cảm giác rằng cái già rõ ràng là chúng ta vẫn sống vui, vẫn sống khỏe được. Chúng ta hiểu đúng mọi điều, chứ không phải già khổ được. Đương nhiên là già cái lực nó bất tòng tâm. Ví dụ như ngày xưa cũng chạy bộ 10 cây số, 20 cây số, giờ chạy không nổi mình đi 10 bước cũng được, nó mới sao đâu. Chúng ta vẫn vui với cái yếu đuối của thân xác này được. Tại vì chúng ta thấy như thật của cái thân đó, nó đang sở hữu cái chuyện đó, đang sở hữu cái sức lực đó là một sự thật, và nó đang vô thường hiện hữu đó là sự thật. Mỗi mỗi điều hiện sự thật đó để chúng ta vui với cái sự thật đó mà chúng ta sống. Đây không phải là sự cưỡng ép mà là do mình thấy đúng sự thật để mình sống không bị khổ. Thấy sự thật là tự động chúng ta thoát ra. Nói cho nên là cái sự hiểu biết về cái khổ, chứ không phải là ai cũng phải bị khổ. Tất cả những người bị khổ trong cái sanh lão bệnh tử là những người đó chưa có cặp mắt trí huệ. Chúng ta phải thấy như vậy. Người đã có cặp mắt trí huệ, người đó công phu thì vượt thoát ra được. Đây là điều mà chúng ta sâu trong lòng chúng ta phải hiểu, để mình mới có con đường gì? Con đường thoát khổ. Chứ mình nói ai sanh ra làm người là phải khổ thì làm sao chúng ta thoát khổ được? Nhưng ai cũng phải bị khổ sao? Thì đặt lại vấn đề là khi mà Đức Phật thành đạo trở về sau, Đức Phật khổ không? Các vị thánh hiền sau khi chứng quả A-la-hán còn khổ không? Nếu còn, tôi không bao giờ tu. Tôi là người đầu tiên rút lui khỏi con đường này. Đúng không? Nhưng mà thật sự đâu phải vậy đâu, các vị chứng thánh là thoát khổ liền. Tại vì dứt trừ 10 tập nhân đau khổ, khổ đâu ra? Cảnh giới nó hiện cái sự an lạc niết bàn liền. Không thể nói khổ với những người đã có cái trí tuệ vượt thoát cái làm mê sinh tử. Nên cho nên chúng ta mới thấy là cái sanh, cái lão, cái bệnh, cái tử khổ này là cái dành cho người thế tục. Người thế tục, người thế gian này không bao giờ có thể thoát được cái sanh lão bệnh tử khổ. Nhưng những cái vị đã có trí tuệ, có công phu là thừa sức để vượt thoát. Thì vậy là người thế gian mà có trí tuệ Phật đạo cũng thừa sức vượt thoát. Chúng ta hy vọng chúng ta tu để gì? Để được thoát khổ chứ. Tu để được thoát khổ chứ không phải tu để ở trong cái dòng khổ ách tu làm chi. Và rõ ràng là có rất là nhiều vị đã vượt thoát cái đó trong dòng sống này. Họ sống giống như mình nhưng mà thực sự họ không khổ như mình. Đó là điều mà chúng ta mới thấy trong Phật đạo nó có, trong cái cảnh giới tu hành nó có xảy ra. Thì chúng ta thiết tha tu hành để chi? Để vượt thoát khổ đau sanh tử luân hồi mà. Không thì vậy là chúng ta tu phải có kết quả là gì? Chúng ta sẽ từ từ ít khổ và cho tới hết khổ. Đó là con đường mà chúng ta phải đi. Thì đó là con đường mà chư Phật cũng đã chỉ dạy để chúng ta thấy đúng chân lý, sống đúng chánh pháp chúng ta sẽ vượt thoát khổ đau. Đó là một cái sự thật. Thật ra cái khổ mà trong tam pháp ấn này không phải là đặt cho tất cả mọi người, tất cả chúng sanh trong tam giới này, mà nó chỉ đặt cho những người đang còn bị lầm mê trong sanh tử mà thôi. Đó, chúng ta phải hiểu lại vấn đề là như vậy. Chứ nhiều lúc chúng ta sẽ học được những cái bài pháp, chúng ta cảm giác rõ ràng là rất là an nhàn, rất là tự tại, đâu có gì là khổ đâu. Mà tại sao chúng ta phải bị lệ thuộc trong cái khổ đau nó không đáng? Thử hôm nào mà ở đây không biết có người nào có khả năng thiền định không á. Chúng ta có khả năng thiền định, chúng ta thấy mình sẽ xử lý cái cơn nhức đầu của mình bằng công phu. Cái cơn đau bụng mình công phu, cái nhức ở đâu đó. Chúng ta thả tâm mình vào thiền định rồi á, thì chúng ta lần lần chúng ta sẽ ngắm nhìn cái cơn đau đó bằng thiền định và sử dụng cái thiền định này để giải trừ cái đau đớn là thân xác. Hay lắm. Hay thiệt là hay luôn á. Phải có thiền định mới thấy rõ điều này.
Ví dụ như bây giờ chúng ta đang cái cơn nhức đầu, bắt đau vai, đau chỗ nào đó thì nó đau. Bây giờ bắt đầu chúng ta công phu rồi, chúng ta bắt đầu nhìn ở chỗ cơn đau đó bằng toàn tâm toàn ý của mình. Nhìn thôi nha, không có tác động, không có ý kiến nha, chỉ nhìn thôi coi nó đau kiểu gì. Lúc đầu chúng ta thấy nó đau tùm lum nguyên một cái vùng lớn lắm, nhưng mà nhìn kỹ là nó không phải nguyên vùng, nó không phải ngoài vô mà nó trong, nó tạo thành dòng xoắn đi ra. Và chúng ta thấy kỹ nó chỉ là một điểm thôi. Và một điểm đó bắt đầu nó trở thành một cái gì ghê gớm lắm, giống như mũi khoan mà khoan vô cây vậy á, làm cho cái đầu mình đau. Và lúc đó mình cũng phải rất là yên tĩnh để chúng ta nhìn sâu vào cái mũi khoan đó, làm sâu vào một trung tâm điểm, có một điểm duy nhất để nó tạo thành cơn đau đó thôi. Và chúng ta nhìn ở đó, lúc đầu cái cường lực nó càng lúc nó càng mạnh, đến một cái đỉnh điểm bắt đầu nó dịu xuống từ từ, cái đó nó từ từ bắt đầu nó tan, nó tan từ ở trong trung tâm đó đó. Ngay cái điểm đó bắt đầu nó hết đau thì nó tạo thành cái dòng sóng ra ngoài, bắt đầu nó loan giảm qua cơn đau đó. Lại vậy là hết cơn nhức đầu bằng công phu thiền định. Hôm nào thử. Cái này dễ thử thôi. Để mình thấy rằng mình có thể vượt qua cái khổ do công phu thiền định, mình có thể vượt qua được. Tức là công phu Phật đạo đủ sức để có thể vượt qua tất cả những cái khổ đau trong trần gian này. Giống như Đức Phật hồi nãy nói, nếu mà người tu đúng chánh pháp, người mới thấy là cái lực Phật pháp của ta có thể dẹp trừ tất cả những chướng ngại trong đời sống này. Thì cái việc khổ trong trần gian, sanh lão bệnh tử, quán đắng biệt ly, cầu bất đắc gì đi nữa, nó cũng sẽ được nhẹ nhàng vượt qua nếu mà chúng ta có công phu tu. Đó là cái điều mà Đức Phật dạy. Và hôm nay chúng ta sẽ dừng cái buổi nói chuyện này ở đây. Nếu hay ra thế
đời ta luôn luôn mới sống yêu thương mãi, từ nay yêu thương mãi sống an vui thế. Đời ơi ta vui sống, sống như như thế, mùa xuân luôn thắm tươi. Xuân mãi thắm tươi, sống như xuân mãi, mình đang như như thế. Chính như như đó là quê hương ta sống, sống ta vui sống, vì ta mãi mãi như sống như như ấy, đời đời mãi tình thôi. Sống tôi đang sống, đời ơi sao vui quá. Sống tôi đang sống, vì đời quá tươi vui. Sống như đang sống, đời vui tươi mãi mãi.